Hello, xin chào tất cả quý anh chị. Thị trường của chúng ta nó xuất hiện một cái phiên điều chỉnh sau rất nhiều những cái chuỗi ngày tăng điểm liên tục. Và cái thanh khoản của thị trường nó vẫn tiếp tục duy trì ở trên 1 tỷ cổ phiếu. Và thời điểm hiện tại thì thị trường đang tạo ra một cái sự phân hóa cực kỳ lớn trên toàn bộ các cổ phiếu trong ngành cũng như là trên toàn bộ cái thị trường. Và cái video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem liệu cái dòng tiền nó đang tập trung ở đâu. Và cái sự phân hóa của thị trường nó lớn đến cái mức nào để mọi người nhìn ra được những cái cơ hội trong cái bối cảnh thị trường phân hóa hiện tại. Và đặc biệt là đối với những cái anh chị em đang cầm hàng hoặc là đang cầm tiền thì chúng ta biết cách để mình né được những cái cổ phiếu nó sẽ có xuất hiện những cái cú điều chỉnh mạnh và từ đó mình sẽ tối ưu hóa được cái danh mục của mọi người nhé. Rồi chào mừng tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh đầu tư nghiêm túc ông Toàn Vlog. Hôm nay em sẽ tặng cho quý anh chị một cái dạng mô hình đặc trưng của thị trường thời điểm hiện tại để giúp cho mọi người tìm kiếm cái lợi nhuận trong cái bối cảnh thị trường phân hóa này. Nên anh chị hãy coi thật là rõ, thật là đầy đủ cái video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì anh chị em nào vào hãy chào em một cái để chúng ta bắt đầu chương trình tối ngày hôm nay. Đấy, mọi người chào em cái nhé. Chúng ta phải nói đi phải nói lại ở cái bối cảnh thời điểm thị trường hiện tại thì anh chị nhìn thấy cái gì? Đấy, em sẽ mở cái đồ thị tuần cho quý anh chị xem nè. Thứ nhất, thị trường của chúng ta đang trong một cái uptrend rất là mạnh và với cái dạng uptrend rất là mạnh và cái thanh khoản nó duy trì đều đặn như thế này thì chúng ta có quyền kỳ vọng về một cái thị trường tiếp tục tăng giá nữa chứ không chỉ kết thúc ở những cái vùng như thế này. Và trên thị trường quan điểm của em cũng rất là cơ bản thôi, trong một cái con sóng uptrend á thì chúng ta sẽ tập trung chủ đạo hết vào cái giai đoạn để kiếm tiền, cố gắng kiếm tiền, cố gắng tìm ra những cái cơ hội mới hoặc là cố gắng nắm giữ những cái cơ hội cũ để chúng ta tối hóa một cái lợi nhuận trong một cái chu kỳ. Đặc biệt là chúng ta phải tập trung vào những cái dòng cổ phiếu mang tính chất leader và bỏ qua những cái dòng mà nó yếu, bỏ qua những cái cổ phiếu mà nó yếu và lựa chọn những cái cổ phiếu mang tính chất mạnh nhất thị trường để làm gì cả nhà? Để làm sao trong một cái uptrend chúng ta có khả năng kiếm được nhiều tiền nhất có thể để sau này downtrend chúng ta còn nghỉ ngơi anh chị, chứ còn ở uptrend chúng ta cào bằng với thị trường, chúng ta chỉ đánh kiếm gọi là thị trường lên bao nhiêu chúng ta kiếm bấy nhiêu á, thì gần như là gì, khi thị trường đi xuống thì chúng ta sẽ mất rất là nhiều tiền. Nên là quan điểm của em cứ thị trường đi lên phải xông vào, phải kiếm thật là nhiều tiền để khi thị trường đi xuống chúng ta còn nghỉ nữa anh chị nhé. Rồi, bây giờ để em phân tích qua cho anh chị về cái thị trường chung thời điểm hiện tại. Thì với cái thị trường này á, anh chị nhìn nè, nó đã tạo ra những cái trạng thái về hưng phấn chạy nước rút chưa cả nhà? Câu trả lời là chưa. Và trong một cái uptrend mà cái xu hướng của thị trường nó càng ngày càng tăng mạnh về phía phía lên cao á, thì cái điều tương ứng sẽ xảy ra đó chính là sẽ kiểu gì thì kiểu thị trường này cũng sẽ xảy ra những cái cú chạy nước rút. Còn cái vấn đề là cái cú chạy nước rút đó nó đến hay chưa thì câu trả lời của em đó là chính là chưa. Hôm bữa em đưa ra cho quý anh chị hai cái kịch bản về cái thị trường, đó chính là khi cái thị trường nó xuất hiện những cái yếu tố về mở biên rơi ở những cái vùng này thì có hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất nó sẽ test lại kịp về khối lượng, test đi test lại kịp về khối lượng trước khi nó bước vào một cái nhịp đánh chính, và cái nhịp đánh chính này nó sẽ đi lên một cách bền vững, nó tương tự như những cái nhịp mở biên rơi ở đây, cổ phiếu nó tăng vượt đỉnh sau đó nó test lại kịp khối lượng trước khi nó bước vào một cái nhịp đánh tăng bền vững như thế này. Còn cái kịch bản số 2 đó chính là thị trường của chúng ta nó không tích lũy lại mà nó mở biên rơi ở đây, nó tạo ra một cái lượng cung lớn ở đây và sau đó nó kéo liên tù tì và nó chạy nước rút luôn, thì cái kịch bản đó thì nó báo hiệu cho cái việc thị trường nó sẽ tạo ra được một cái đỉnh gọi là cái đỉnh trung hạn. Tuy nhiên là thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa rõ bất kỳ kịch bản nào hết, bởi vì thứ nhất là gì, là chưa có cái dấu hiệu về cái sự xác nhận thị trường nó sẽ chạy nước rút. Hôm qua em có coi lại thị trường và em đánh giá là cái thị trường này vẫn chưa thể nào mà bước vào cái giai đoạn mà chạy nước rút, chạy phà phà như những cái giai đoạn ở cuối một cái chu kỳ. Do đó trong cái bối cảnh này chúng ta có quyền kỳ vọng lớn hơn về cái việc mà thị trường nó sẽ đi lên mạnh nữa. Anh chị lưu ý nhé, nó sẽ chưa có xảy ra những cái giai đoạn này, trừ một cái trường hợp đó chính là nó phải tích cung tích cầu ở cái vùng này. Anh chị lưu ý. Và thời điểm hiện tại thị trường của chúng ta nó đang ở trong những cái vùng điều chỉnh, và cái vùng điều chỉnh này chính là cái giai đoạn để thị trường kịp về cung cầu để các dạng mô hình nó đánh. Tí nữa em sẽ chứng minh cho quý anh chị về cái cấu trúc này của thị trường đấy. Nên là trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại em khẳng định lại lần nữa, đó chính là thị trường của chúng ta nó chưa có cái đỉnh đó, chưa tạo đỉnh là yếu tố thứ nhất. Và yếu tố thứ hai là các dòng các ngành nó đang có cái sự hấp thụ cung cầu và tích lũy trở lại, mọi người nhớ tích lũy trở lại. Và khi các dòng trên thị trường nó có cái dấu hiệu về tích lũy trở lại thì anh chị phải hiểu là gì, là thị trường nó sẽ còn một nhịp đánh nữa.
Đấy, ít nhất là còn một nhịp đánh nữa. Nên là chúng ta cũng không nên quá bi quan về thị trường trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại. Mặc dù nếu trong ngày mai, ngày mốt thị trường nó có khả năng điều chỉnh thì chuyện đó cũng không thành vấn đề. Bởi vì khi thị trường nó ở trong cái bối cảnh về về setup những cái trận đánh á, có nghĩa là thị trường này nó kiến tạo nên những cái mô hình á, thì cái cổ phiếu nào đạt điều kiện trước nó sẽ lên trước. Cổ phiếu nào chưa đạt điều kiện thì sao? Thì nó sẽ tiếp tục tích lũy. Mà trong quá trình tích lũy thì đặc trưng của nó chính là những cái cú rũ bỏ. Thì anh chị thấy là vừa rồi thị trường chúng ta nó xuất hiện rất nhiều những cái cú rũ bỏ và rất nhiều những cái cổ phiếu nó đạt điều kiện nó bắt đầu đi lên trở lại. Do đó trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại, anh chị tập trung hết vào cho em về những cái cơ hội con nào đủ điều kiện, đủ mô hình, đủ yếu tố rũ bỏ thì anh chị bắt đầu gì nhảy vào đánh, chứ đừng có sợ về cái yếu tố thị trường chung anh chị nhá. Còn những cái cổ phiếu mà nó chưa đủ điều kiện, nó còn đang tích lũy, nó còn đang đi ngang, nó chưa có yếu tố rũ bỏ thì chúng ta vẫn không thể nào mà đánh ở trong cái thị trường thời điểm hiện tại, bởi vì chủ yếu nó chính là tích lũy. Tí nữa em sẽ chứng minh cho quý anh chị về cái góc nhìn này của em. Đầu tiên thì để phân tích cái thị trường này, em sẽ phân tích cái tác nhân khiến cái thị trường này tăng mạnh trong cái giai đoạn vừa rồi. Mặc dù đa phần các cổ phiếu nó tích lũy nhưng mà thị trường này nó tăng rất mạnh bởi nó đến từ cái việc mà các cổ phiếu trụ nó kéo chỉ số. Em lấy ví dụ cho anh chị về cái cổ phiếu về CTG đây. Đây là một trong những cái cổ phiếu trụ nó kéo chỉ số rất là mạnh và chúng ta cần phải phân tích trạng thái của nó để mình nhận diện ra cái cổ phiếu này nó có phải là kéo, gọi là kéo một hai phiên để nó phân phối hay không, hay là nó kéo luôn, đúng không? Nếu mà nó kéo luôn thì nó sẽ tác động chỉ số rất là lớn. Mọi người nhìn nào. Đầu tiên là cái cổ phiếu CTG vào hôm thứ hai nó xuất hiện một cái phiên bùng nổ 5,2% với khối lượng rất tuyệt vời. Và khi mà nó xác nhận cái phiên này thì gần như là gì? Gần như là nó đã xác nhận một cái chu kỳ đi lên của nó. Tuy nhiên, để những cái cổ phiếu này đi lên, bùng nổ đi lên liên tục, nó có xảy ra được không anh chị? Tất nhiên là không rồi, nó cứ nổ lên một cây nó sẽ tái rũ lại này, rũ cung cầu lại, sau đó nó nổ lên tiếp, có nghĩa là cái xu hướng chính của nó là chủ đạo là đi lên rồi. Còn cái vấn đề là gì? Nó sẽ đi lên từ từ và chắc chắn trong giai đoạn tới nó sẽ kéo cái chỉ số và cái tâm lý của thị trường đi lên, chứ không có chuyện mà nó kéo đi xuống. Đây không phải là quả bull chart, mọi người nhớ này, đây là quả đi lên. Tiếp theo nè, cổ phiếu về BID đi. Những cái cổ phiếu nó kéo tâm lý thị trường rất là tốt đấy, và những cái cổ phiếu này đây là quá trình tái tích lũy của nó, và khi những cái cổ phiếu này nó có yếu tố vượt đỉnh không thành công ở đây thì chắc chắn nó sẽ test lại rồi anh chị, nó test lại thì đây chính là cái giai đoạn test lại của nó. Thì nó test lại như thế nào chúng ta không biết, chúng ta phải dựa vào những cái kịch bản để lên kế hoạch cho những cái cổ phiếu này. Giả sử như có một cái cách rất là tuyệt vời cho những cái cổ phiếu này nó test lại vùng đỉnh, đó chính là cổ phiếu này nó sẽ tạo ra những cái mô hình về nền trùng nền, nền trùng nền. Và khi cổ phiếu là tạo được những cái mô hình về nền trùng nền trên đây này thì nó sẽ có một cái giai đoạn chạy ở phía sau, đó là cái thời cơ cho quý anh chị. Còn hiện tại thì sao, thì không dự đoán nó làm gì, đúng không cả nhà? Tiếp theo là những cái cổ phiếu trụ nó kéo chỉ số như là cổ phiếu Vinhome đi, Vinhome đi đấy, với những cái cổ phiếu này khi mà nó tăng trần ở đây nó kéo cái chỉ số thì anh chị thấy cái gì? Chắc chắn là nó sẽ không lên được rồi đấy. Không không phải cái vấn đề là mình không thích nó là không có gì, nhưng cái vấn đề để một cái cổ phiếu nó tạo ra được một cái khoảng trống đi lên một cách bền vững như những cái cổ phiếu như là SSI và SHS giai đoạn trước á, thì chắc chắn nó phải đến từ một cái giai đoạn tích lũy đủ tốt, gọi là một cái giai đoạn tạo ra một cái nguyên nhân để cổ phiếu tăng giá trong chu kỳ sau. Tuy nhiên là những cái cổ phiếu như là Vinhome, anh chị nhìn đi, cái nguyên nhân tích lũy của nó gần như nó không có, không có nguyên nhân tích lũy. Và khi mà nó không tái tích lũy, không tích lũy như vậy thì những cái nhịp đánh như vậy nó chỉ mang tính chất ngắn hạn, và chúng ta biết được là gì, biết được là cái việc mà kéo lên của nó chỉ tạo ra một cái hiệu ứng về tâm lý thôi, và cái việc mà nó quay trở lại thì chuyện hết sức bình thường rồi. Nên là cái vấn đề những cái cổ phiếu này nó đang ảnh hưởng chỉ số rất là lớn, và thường nó sẽ có những cái xu hướng về lấp những cái gap phía dưới này anh chị nhá, lấp cái gap phía dưới này rồi tính tiếp này, hay là những cái cổ phiếu như con vít này cả nhà, con vít này khi mà nó đánh như vậy nó kéo cái tâm lý chỉ số thị trường lên rất cao. Tuy nhiên anh chị phải xác định rõ với em là gì, là nó không thể nào tạo ra một cái pha tăng giá bền vững được, mà nó chỉ là một cái nhịp phục hồi từ đáy. Và những cái dạng cổ phiếu này thì chắc chắn là chúng ta không có niềm tin đối với nó. Ví dụ như là những cái cổ phiếu như vít hồi xưa em đánh nhịp này nè, khi mà đánh được cái nhịp này thì nó cũng rơi trở lại thôi đấy. Nên là khi mà nó đi hết một cái nhịp thì chúng ta cũng phải canh để làm gì, để hạ cái tỷ trọng nó ra, và đặc biệt là nó sẽ tác động chỉ số lớn đến cái giai đoạn tiếp theo của thị trường. Do đó thị trường này không thể tạo ra một cái cú chạy nước rút mà chần 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 liên tục được, mà chúng ta mà thị trường nó chủ yếu nó tạo ra một cái sự phân hóa lớn đấy. Nên là mọi người lưu ý giúp em các cổ phiếu trụ nó đang tác động chỉ số đến thị trường như thế nào anh chị nhá. Đấy,
Và bây giờ em sẽ đi phân tích cho quý anh chị một cái vấn đề. Đấy, trở về phân tích cái việc mà một cái cổ phiếu khi nào nó bước vào giai đoạn đánh chính á, em chỉ cho nhà đầu tư hai cái dạng mô hình khác nhau. Ví dụ như là thị trường chúng ta có những cái dạng mô hình như HNC đi. Đấy, anh chị em có cho em hỏi một câu này. Ở đây có phải là giai đoạn đẩy giá chính của HNC không ạ? Đấy, rất nhiều anh chị sẽ nhầm lẫn về cái việc là ở đây chính là giai đoạn đẩy giá chính trong một cái giai đoạn đánh của cổ phiếu. Nhưng mà quan điểm em không phải. Đây là một cái nhịp phục hồi trong cái giai đoạn cổ phiếu này tạo vùng đáy, tái tích lũy, vùng đáy tích lũy, gọi là vùng tích lũy đáy. Và khi cổ phiếu nó tạo những cái vùng tích lũy đáy thì chắc chắn là gì, những cái nhịp phục hồi trong cái vùng đó nó không phải là điểm đến của dòng tiền thực sự, mà chúng ta chỉ tập trung hoàn toàn vào những cái nhịp cổ phiếu tái tích lũy trở lại. Đấy, do đó trong cái giai đoạn bối cảnh thời điểm hiện tại, anh chị tuyệt đối đừng chọn giúp em những cái cổ phiếu mà nó là tích lũy đáy. Đó, chúng ta tập trung hết vào những cái dạng cổ phiếu về tái tích lũy. Những cái dạng cổ phiếu về tích lũy đáy, em lấy ví dụ cho anh chị trong các chu kỳ trước này. Tích lũy đáy nghĩa là gì cả nhà? Tích lũy đáy là trước đó cổ phiếu nó không có một cái giai đoạn đi lên đủ tốt, gọi là trước đó nó không có một cái nhịp hồi phục, mà cái nhịp phục hồi này này nó chủ yếu nó phục vụ cho cái quá trình phục hồi trong quá trình tích lũy đáy của nó. Đấy, còn những cái cổ phiếu như là con SHF này, em chỉ cho anh chị những cái quá trình phục hồi này thì vùng này gọi là vùng tái tích lũy này. Bởi vì những cái quá trình phục hồi này nó đủ tốt, nó khiến cho cổ phiếu này thoát khỏi cái vùng đáy, và không phải là cái quá trình gì, cái quá trình tích lũy đáy nữa, mà ở đây là một cái quá trình tái tích lũy. Em phân biệt cho anh chị cái quá trình tái tích lũy và tích lũy đáy nó khác nhau như thế nào này. Với cái quá trình tích lũy đáy thì cái bản thân của nó là gì? Quá trình tích lũy đáy bản thân của nó đó chính là một cái giai đoạn mà nó hấp thụ lượng cung trong cái quá trình cổ phiếu này bị bán xuống. Và khi mà nó hấp thụ lượng cung đó trong một cái thời gian dài thì nó sẽ khiến cái cổ phiếu nó đảo chiều từ gì, từ tích lũy đáy sang quá trình đẩy giá. Đấy, mọi người nhớ kỹ giúp em nha. Em lấy ví dụ cho anh chị về những cái dạng cổ phiếu đó trong quá khứ này. Ví dụ này, ví dụ như DG này, đây là dạng tích lũy đáy này cả nhà, dạng tích lũy đáy này. Và khi một cái cổ phiếu nó tích lũy đáy thì anh chị sẽ thấy nó sẽ tạo ra những cái biến động rất là lớn, bởi vì cổ phiếu này nó không được tổ chức người ta thu gom sát sao. Ví dụ như là khi mà tổ chức người ta lao vào chuẩn bị đẩy giá một cổ phiếu thì người ta sẽ tạo ra những cái mô típ về tái tích lũy phía trên. Ví dụ như đây là một cái mô típ về tái tích lũy này, và những cái mô típ về tái tích lũy này chính là cái dấu hiệu để nhận diện một cái cổ phiếu chuẩn bị bước vào giai đoạn đẩy giá. Còn trong một cái quá trình mà tích lũy đáy ấy, thì cổ phiếu nó thường nó sẽ có những cái nhịp phục hồi như thế này, và nó không không đáng tin cậy. Anh chị lưu ý giúp em nha. Em lấy ví dụ cho anh chị những cái dạng cổ phiếu như là CTG hồi xưa này, CTG hồi xưa này, để mọi người phân biệt được là gì. Sorry, CTG này. Mọi người phân biệt được tích lũy đáy và tái tích lũy nó khác nhau như thế nào. Ví dụ này, ở những cái vùng này nè cả nhà, ở những cái vùng này nè, khi cổ phiếu nó đang nằm trong giai đoạn tích lũy đáy giống như HDC ấy, thì nó sẽ có những cái nhịp phục hồi như thế này, nhịp phục hồi rất là mạnh, mà nhà đầu tư người ta không đủ tỉnh táo, người ta không đủ nhận ra được ở đây là tích lũy đáy hay là tái tích lũy, người ta sẽ bị nhầm lẫn và người ta sẽ đu vào những cái giai đoạn như thế này. Và khi mà những cái giai đoạn này lên nó không đồng nghĩa với cái giai đoạn đẩy giá chính của cổ phiếu. Mọi người có hình dung được không? Đây không phải là giai đoạn đẩy giá chính, mà nó chỉ là giai đoạn phục hồi trong quá trình cổ phiếu này tạo đáy thôi. Và nhiệm vụ của một cái cổ phiếu tạo đáy đó chính là gì? Bẻ gãy một cái xu hướng giảm điểm trước đó. Bẻ gãy một xu hướng giảm điểm trước đó trước khi tạo ra một cái pha tái tích lũy. Ví dụ như là anh chị đánh đánh những cái cổ phiếu mà tích lũy đáy á, thì mọi người tuyệt đối không đánh vào những cái nhịp phục hồi đầu tiên này, mà thường á chúng ta sẽ đánh ở những cái nhịp phục hồi đầu tiên này. Sau đó cổ phiếu tái tích lũy trở lại thì anh chị bắt đầu đánh vô cái nhịp đó. Thì những cái vùng mà tái tích lũy trở lại phía trên này, này đó chính là cái vùng mà tổ chức người ta sẵn sàng để đẩy giá một cái cổ phiếu. Đấy, ví dụ như là anh chị phân biệt giúp em là vùng này này, những cái cổ phiếu này nhờ vào vùng này mà em biết được là gì, biết được là cái cổ phiếu này nó sẽ thoát được khỏi cái tái tích lũy đáy và nó bước vào một cái xu hướng uptrend. Còn ở vùng này thì nó không có này cả nhà. Vùng này nè, cái nhịp phục hồi này nè, nó tương đương với nhịp phục hồi này thôi, hai cái nhịp phục hồi tương đương nhau chả khác gì. Nhưng mà nó khác nhau nếu ở đây nó tái tích lũy lại được thì cổ phiếu này bước vào giai đoạn đẩy giá, còn còn không tái tích lũy lại được thì thôi, đúng không? Hay thời điểm nó có những cái cổ phiếu như là VB Bank cũng tương tự như vậy này. Mọi người sẽ nhìn thấy những cái cổ phiếu này nó đẩy giá rất là mạnh, rất là nhanh, nó tạo cho chúng ta những cái khoản lợi nhuận. Nhưng mà anh chị hình dung giúp em là để mình mua một cái cổ phiếu, nó không chỉ đơn thuần là một cái cảm giác về lợi nhuận, mà nó phải là trong cái cổ phiếu này nó phải bước vào cái giai đoạn đẩy giá chính. Ví dụ như em nói với anh chị là đây là một cái dạng cổ phiếu về tích lũy đáy,
để bẻ gãy một cái xu hướng giảm điểm của thị trường, thì cổ phiếu này nó dao động lỏng khối lượng lớn ở vùng đáy trước khi nó đi lên. Vậy thì khi cái cổ phiếu này tích lũy đáy nó kéo dài thế này, thì trong quá trình tích lũy nó sẽ có những cái nhịp phục hồi như thế này, sau đó nó rơi ngược trở lại. Hãy nhớ giúp em cái vấn đề đó nha. Đấy, rơi ngược trở lại trước khi mà cái vấn đề đó được thay đổi. Đấy, cái nhịp này và nhịp này cùng là một nhịp thôi. Nhưng mà cái vấn đề cái nhịp này, sau cái nhịp phục hồi này, cổ phiếu nó tích lũy lại được. Thì giai đoạn này, anh chị sẽ tập trung hết vào cái việc mà đánh cổ phiếu ở trong cái giai đoạn tái tích lũy này lại này. Đấy, chứ chúng ta không đánh ở cái nhịp đầu tiên này. Nhịp đầu tiên là bỏ, những cái nhịp đầu tiên này là bỏ. Em lấy ví dụ cho anh chị về những cái cổ phiếu như SSI thời điểm hiện tại. Vì sao em lựa chọn cho quý anh chị về cái sóng ngắn về chứng khoán chứ không phải là bất động sản. Em chỉ đơn giản cho anh chị là những cái vùng trên đây gọi là những cái vùng tái tích lũy, cổ phiếu nó bứt thoát khỏi vùng đáy và nó đi ngang phía trên. Và khi mà nó tái tích lũy như vậy, chúng ta biết là cổ phiếu nó đang chuẩn bị cho một cái quá trình đẩy giá. Bởi vì sao vậy cả nhà? Bởi vì tích lũy đáy nó chính là cái giai đoạn bị gãy một cái xu hướng giảm của cổ phiếu, còn tái tích lũy là cái giai đoạn tiếp diễn một cái xu hướng tăng của cổ phiếu. Ví dụ như ở đây nó có một cái xu hướng tăng này, cổ phiếu tái tích lũy lại được thì nó sẽ bước vào xu hướng tăng tiếp. Đấy, còn những cái cổ phiếu như HDC thời điểm hiện tại, em chỉ cho anh chị này, đây là cái quá trình tích lũy đáy của nó. Và khi một cái cổ phiếu nó có một cái quá trình tích lũy đáy lớn như thế này này, thì những cái nhịp phục hồi này nó không đáng tin cậy. Và khi anh chị đánh vào những cái nhịp phục hồi này, anh chị đòi hỏi là gì? Nó phải trở thành một cái dạng tái tích lũy trước khi bước vào một cái trận đánh mới. Và cái dạng tái tích lũy này, cổ phiếu sau tái tích lũy nó phải đi lên. Đấy, em lấy ví dụ thêm cho anh chị về cái quá trình đó này, mọi người hình dung là cổ phiếu như VIP đi, hồi xưa anh chị cho anh chị này, đấy khi một cái cổ phiếu này nó đang trong cái quá trình tích lũy đáy ở đây, nó đang trong một cái quá trình tích lũy đáy dài hạn như thế này này, thì những cái nhịp đầu tiên đi lên như thế này này nó không đáng tin cậy, hoặc thậm chí là những cái giai đoạn mà cổ phiếu tích lũy phía trên này cũng không đáng tin cậy cho đến khi nó đi lên thành công. Đấy, ví dụ như ở đây anh chị thấy không, mặc dù nó đi ngang như thế này nhưng nó không hề bùng nổ đi lên. Đấy, bởi vì bản chất cái vùng đi ngang này chỉ là một cái vùng tích lũy trong cả một toàn bộ cái tiến trình nó tích lũy như thế này, và khi cái cổ phiếu nó chỉ là một cái quá trình tiến trình tích lũy mà nó chưa thay đổi cái trạng thái biến từ tích lũy sang đẩy giá, thì anh chị đánh mọi người sẽ rất là tuyệt vọng khi mà dính vào phải những cái nhịp rơi của nó rất là mạnh. Dù trong uptrend anh chị cũng sẽ không kiếm được tiền, mọi người lưu ý nhé. Cho đến khi cái cổ phiếu này nó cũng tương tự như vậy, nó xuất hiện một cái pha đẩy giá đầu tiên, pha đẩy giá đầu tiên, sau đó nó tái tích lũy lại được phía trên, thì những cái vùng này mới là cái vùng đáng tin cậy thực sự cho anh chị em đánh. Em lấy ví dụ cho anh chị về cái cổ phiếu như KBC hồi xưa này. Hồi xưa em cũng bị nhầm lẫn cái vấn đề này, sau này em nghiên cứu kỹ lại thì em mới hướng dẫn cho mọi người về cái vấn đề về một cái cổ phiếu nó tích lũy đáy nó khác với cái cổ phiếu tái tích lũy như thế nào. Em lấy ví dụ cho anh chị là cái cổ phiếu này nó đang trong cái tiến trình tích lũy đáy của nó này. Đấy, và nó cũng tạo ra được một cái mô hình phía trên. Đấy, và rất nhiều nhà đầu tư nhầm lẫn cái mô hình này là mô hình tái tích lũy. Đấy, không đúng cả nhà. Mô cái này này là một cái pha B, gọi là cái pha tích lũy trong cái tiến trình tích lũy đáy. Và khi cái cổ phiếu nó chỉ nằm trong cái tiến trình tích lũy đáy á, thì những cái vùng này nó không tạo ra một cái nguyên nhân cho cổ phiếu đi lên ngay, mà nó làm gì? Nó chỉ là một phần nhỏ trong một cái phần lớn của tích lũy. Và với những cái dạng tích lũy đáy á, thường cổ phiếu nó sẽ xuất hiện những cái cú rũ bỏ rất là mạnh. Đấy, và ví dụ như hồi xưa em đánh cổ phiếu nào bị nhầm lẫn này anh chị, nó tích lũy đây em phang vô đây này, nó có một cái câu chuyện rất là hay, nhưng sau đó bắt buộc phải cắt lỗ ở những cái vùng phía dưới này, vùng này vùng cắt lỗ này. Đấy, và khi mà cắt lỗ xong không có tiếc, bởi vì mình biết được cái vấn đề là gì, cổ phiếu này nó chưa sẵn sàng cho một cái quá trình đẩy giá, và cái việc một cái cổ phiếu nó sẵn sàng cho quá trình đẩy giá chính là cái giai đoạn cổ phiếu nó bị tái tích lũy trở lại. Đấy, ví dụ như vùng này nó khác vùng này chỗ nào anh chị, nó khác vùng này chỗ nào, nó khác vùng này chỗ nào, vùng này và vùng này gần như nó không khác gì nhau đúng không cả nhà, nó không khác gì nhau cả. Đấy, nhưng mà vùng này thì nó đi lên, còn vùng này thì nó đi xuống, hai vùng đó khác nhau. Nên khi anh chị đánh vào một cái cổ phiếu, anh chị phải xác định cho em cái vùng nào đang là vùng tích lũy đáy và vùng nào chính là cái vùng chuẩn bị sẵn sàng cho một cái pha đẩy giá mới cổ phiếu, gọi là cái pha gì, pha tái tích lũy trở lại trong một cái xu hướng tăng. Đây gọi là cái xu hướng tăng trước đó này. Đấy, đây gọi là cái pha tái tích lũy trở lại này, và cái tái tích lũy này nó chỉ đáng tin cậy khi gì, khi nó bắt đầu đi lên được, chứ còn mà nó không đi lên được thì cũng như nhau cả nhà, nó cũng ngược như nhau à. Đấy, nó cũng chưa chưa ăn thua gì đâu. Nên là cái vấn đề là khi anh chị nhìn trên thị trường thì mọi người nên chọn giúp em những cái cổ phiếu thuộc dạng tái tích lũy trở lại. Đó là lý do tại sao giai đoạn vừa rồi em chọn cho quý anh chị về cái dòng chứng khoán thì mọi người đánh, chứ không phải là chọn những cái cổ phiếu dòng bất động sản. Em lấy ví dụ cho anh chị về cái cổ phiếu Novaland này. Đấy,
Cổ phiếu Novaland thời điểm hiện tại nó là tích lũy đáy hay là tái tích lũy cả nhà? Nó là tích lũy đáy. Đấy, mọi người nhìn nè, cái xu hướng đi ngang này chính là cái xu hướng gì? Cái xu hướng tạo đáy của cổ phiếu chứ không phải là xu hướng tiếp diễn xu hướng tăng. Có nghĩa là cổ phiếu tạo đáy không có đồng nghĩa với cổ phiếu nó sẽ tăng, mà cổ phiếu tạo đáy xong xuôi rồi nó mới tăng. Ví dụ như ở đây nè, khi một cái cổ phiếu nó tạo đáy như thế này, thường nha, thường trước khi nó bước vào một con sóng mới, nó sẽ có những cái cú rũ bỏ phía trên. Rũ bỏ phía trên đủ mạnh, đủ lâu, đủ sâu trước khi bắt đầu một cái giai đoạn mới. Đấy, và cái giai đoạn rũ bỏ này cổ phiếu nó sẽ tái tích lũy lại được một cái mô hình phía trên, mô hình kênh trên, và cái mô hình kênh trên đó mới là cái mô hình mà anh chị cần nhắm tới. Nhớ chưa cả nhà? Nhớ chưa? Chứ còn mà anh chị đóng vào những cái dạng mô hình đáy mà nó chưa bứt thoát được đáy, nó cực kỳ rủi ro. Đấy, em hướng dẫn cho nhà đầu tư những cái cổ phiếu trong giai đoạn đó. Ví dụ như là hồi xưa có Nam Kim này, mọi người nhìn nó rất rõ nè. Nhìn rất rõ nè. Với những cái dạng cổ phiếu này nó đang ở vùng đáy này. Nó rất giống những cái cổ phiếu như Novaland thời điểm hiện tại. Nó đang ở vùng đáy nè. Đấy, và sau cái cổ phiếu nó vùng đáy gần như ở đây này, khi mà nó xuất phát một xu hướng tăng gần như nó không an toàn. Đấy, bởi vì cổ phiếu này nó không có giai đoạn tái tích lũy. Và cái giai đoạn tái tích lũy đó chính là giai đoạn báo hiệu cho một cái xu hướng tăng mới của cổ phiếu. Mọi người nhớ nhá. Và thường là gì? Cái rủi ro nó có thể đến bất cứ lúc nào trong cái quá trình mà anh chị đánh những cái dạng mô hình đáy. Và đây này, đây cái rủi ro nó là cho đến khi cổ phiếu nó có xu hướng đi lên và nó tạo được cái mô hình tái tích lũy cốc có tay cầm ở phía trên này. Đấy, thì nó mới bước vào cái sóng chính của nó. Nên là anh chị đừng có vội trong cái quá trình đầu tư, hay là những cái cổ phiếu như là PDR này. Đấy, hướng dẫn cho nhà đầu tư để mọi người nhìn ra một cái góc nhìn về cổ phiếu tích lũy đáy và tái tích lũy. Ví dụ như cổ phiếu này rất nhiều nhà đầu tư đánh trên thị trường, nhưng mà quan điểm của em á, nó chỉ là cổ phiếu về tích lũy đáy. Cái giai đoạn này nó chỉ là cái giai đoạn mà biến cái cổ phiếu này từ giai đoạn downtrend bước sang cái giai đoạn tích lũy lại. Đấy, vậy thì những cái cổ phiếu này trước khi nó bước vào một con sóng mới, anh chị phải để cho nó có một cái giai đoạn tái tích lũy mới đủ lâu. Ví dụ nha, quan điểm của em, những cái cổ phiếu này nó muốn đi lên được, nó phải tạo ra một cái giai đoạn tái tích lũy đâu đó khoảng khoảng bao nhiêu? Khoảng 3 tháng, ít nhất là 3 tháng. Và khi mà nó tạo được cái quá trình tái tích lũy 3 tháng ở đây nè, thì mọi người cứ yên tâm vào đánh vào đó. Còn nếu mà nó không tích lũy được thì nó rất dễ xảy ra những cái quá trình bull trap. Và trong một cái xu hướng của cổ phiếu như là xu hướng đáy nè, thì mọi người nhớ nè, nếu mà xu hướng về tái tích lũy như con SSA này, em chỉ cho anh chị, đây là xu hướng về tái tích lũy nè, thì cổ phiếu nó là uptrend, và cổ phiếu uptrend thì lên trên đây nó sẽ có xu hướng tái tích lũy mới để bước vào một con sóng mới, gọi là uptrend cổ phiếu. Còn trường hợp cổ phiếu nó là tích lũy đáy thì anh chị nhớ kỹ giúp em nè, nếu rủi ro nó xảy ra nó có thể quay về test cái vùng đáy phía trước, đó là cái rủi ro của cái bọn tích lũy đáy. Đấy, ví dụ như HDC cũng tương tự như vậy. Bọn này là bọn tích lũy đáy chứ không phải ta tích lũy. Và khi nó tích lũy đáy thì cái rủi ro nó có thể quay lại vùng này bất cứ lúc nào, và không có cái gì để giải thích cho cái việc quay lại của nó. Em chia sẻ như vậy để mọi người hình dung. Mọi người sẽ kêu là gì? Ôi, với cái vùng tích lũy này nó phải đi lên gấp đôi, đúng không? Từ vùng 29 nó phải đi lên khoảng 60 mới đúng. Nhưng mà tại sao lên đây nó sẽ gãy về đây? Là chuyện bình thường. Bình thường bởi vì bản chất của nó không phải là quá trình đẩy giá chính, mà quá trình của nó chỉ là một cái nhịp hồi trong quá trình tích lũy thôi. Tích lũy đáy, tích lũy dài thôi. Nên là cái chúng ta cần đó chính là một cái giai đoạn đẩy giá chính, để từ đó chúng ta kỳ vọng về một cái con sóng, đúng không? Chứ còn mà nếu nó chỉ là nhịp phục hồi đó, nếu chỉ là hồi phục lên thì chúng ta đánh để làm gì? Đấy, ví dụ như em chỉ cho anh chị hồi xưa có VCI này cả nhà. Có VCI này. Đấy, đây là cách giải thích cho anh chị về những cái vấn đề mà mọi người còn thắc mắc. Đấy, ví dụ như ở những cái vùng tích lũy đáy này, nó có thể đi ngang vài tháng rồi nó gãy là chuyện bình thường, đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta bán, chúng ta chọn cổ phiếu, anh chị phải chọn cho em những cái cổ phiếu mà nó phải thoát khỏi vùng đáy, nó không phải là tích lũy đáy nữa, sau đó nó tái tích lũy lại một cái pha hoàn chỉnh. Khi mà nó tái tích lũy lại một cái pha hoàn chỉnh, anh chị em biết chắc game một cái vấn đề, cổ phiếu này sẽ bước vào giai đoạn đẩy giá. Không có giai đoạn tái tích lũy này thì bỏ. Đấy, nên là có hai yêu cầu trong cái chu kỳ sắp tới mà anh chị cần phải hoàn thiện. Thứ nhất là phải xác định được cái thằng nào ạ, đó là tích lũy đáy, để mình gì, để mình nén nó ra, mình đợi, mình cho nó tích lũy, cho nó thời gian. Và thứ hai là anh chị phải tập trung vào những cái thằng nào nó thực sự đi lên từ những cái vùng tái tích lũy này. Nếu nó không có những vùng tái tích lũy này, nó chưa chắc nó đã thực sự đi lên cho quý anh chị đâu. Bởi vì đây là đầu của một cái chu kỳ của nền kinh tế. Sau cái giai đoạn tăng lãi suất của nền kinh tế thì chắc chắn rồi sẽ có doanh nghiệp này doanh nghiệp kia. Và đối với những cái cổ phiếu như Novaland và PDR là những dạng cổ phiếu tích lũy đáy, anh chị biết tại sao không? Bởi vì nó không thể nào nó bước vào một cái giai đoạn tăng trưởng như những cái cổ phiếu này được, nên nó mới là tích lũy đáy. Chứ còn mà một cái cổ phiếu thực sự nó tăng trưởng, nó sẽ tạo ra những cái vùng nền phía trên. Đấy,
Gần như là vậy, đó là cái cách mà William O'Neil và Mark Minomini người ta chọn hàng để người ta đánh. Người ta không đánh những cái cổ phiếu tích lũy đấy, mà người ta chỉ đánh những cái cổ phiếu tái tích lũy. Và hôm nay em giải thích cho anh chị rõ ràng như vậy để mọi người hình dung được mình đang làm gì trên thị trường. Và mọi người phải phân biệt rất rõ cho em này, vùng tích lũy đáy là vùng phục vụ cho cái quá trình đảo chiều xu hướng downtrend của cổ phiếu, còn vùng tích lũy nó là cái vùng tái tích lũy là cái vùng phục vụ cho cái quá trình tiếp diễn xu hướng. Cái nào đáng chắc ăn hơn? Tiếp diễn xu hướng có nghĩa là nó chỉ cần tích lũy đây là mình biết nó sẽ tăng ở đây, gọi là tiếp diễn xu hướng. Hãy chú ý thật là kỹ giúp em cái vấn đề đó. Đấy, mọi người nhớ nhé, tái tích lũy nó quan trọng như vậy. Còn những cái cổ phiếu này, đó là những cái dạng cổ phiếu về tái tích lũy. Ví dụ như là những cái dòng cổ phiếu về chứng khoán trong cái chu kỳ vừa rồi em cho anh chị đánh trong vòng 4 tháng trước. Vì sao em chọn cái sóng chứng khoán làm kim chỉ nam để đánh all in tài sản trong cái bối cảnh thị trường con nào cũng có thể lên anh chị. Trong cái bối cảnh thị trường thời điểm đó gần như là nó chỉ đi ngang, và rất nhiều nhà đầu tư phân tích về cái việc mà thị trường nó tích lũy đáy. Đây nè, rất nhiều nhà đầu tư hay vẽ cho quý anh chị về một cái dạng mô hình về tích lũy đáy của Wickcote, đúng không cả nhà? Mô hình tích lũy đáy của Wickcote, mô hình gì đó, những cái dạng mô hình này nè cả nhà. Đấy, rất nhiều anh chị em mở cho quý anh chị về những cái dạng mô hình này. Sorry, mạng nó hơi lag tí. Mô hình. Mô hình đáy Wickcote. Đây này cả nhà, trong cái giai đoạn vừa rồi em thấy trên mạng rất phổ biến một cái dạng mô hình này, một cái dạng mô hình này, đúng rồi nha, rất phổ biến cái dạng mô hình này, và người ta lấy cái mô hình này để so sánh với cái thị trường thời điểm vừa rồi. Bản chất hoàn toàn sai quan điểm nha cả nhà. Bởi vì sao? Bởi vì cái dạng mô hình này nè là cái mô hình tích lũy đáy, nó có những cái phần mà đảo chiều một cái xu hướng, có nghĩa là gì, là cái phần chốc này nè, nó giúp đảo chiều một cái xu hướng gì, xuống giảm điểm, sau đó cổ phiếu nó sẽ tích lũy đáy trở lại trước khi bước vào một cái trend, nghĩa là cái thị trường này nó yêu cầu phải có thêm một cái phần chốc này nữa, có nghĩa là cái phần này nè là cái phần tiếp, phần đảo chiều một cái xu hướng biến cổ phiếu này từ tích lũy đáy sang đẩy giá, đúng không? Nhưng mà thị trường thời điểm vừa rồi nó không phải như vậy. Thời điểm giai đoạn vừa rồi á thì cái phần này nè là cái phần uptrend, phần này là phần tái tích lũy, nghĩa là thị trường nó chỉ cần đi ngang vùng này nó sẽ đánh thôi. Đó là lý do tại sao em tự tin em đánh trong cái chu kỳ này mà không sợ những cái kịch bản thị trường nó sẽ rủ, sẽ rơi như thế này. Bởi vì em biết được cái vấn đề là gì, trong quá trình thị trường tái tích lũy mục đích của nó để đi lên, chứ không phải tái tích lũy mục đích của nó gì để đảo chiều xu hướng. Em lấy ví dụ cho anh chị này, cái mô hình này nè, nếu mà mọi người không nhìn thấy được cái phần đảo chiều này, mọi người đánh mua ở những cái vùng này, anh chị sẽ bị gì, bị ăn bô ngay. Em lấy ví dụ cho anh chị trong cái chu kỳ trước của VN-Index này. VN-Index ở những cái chu kỳ trước khi mà thị trường của chúng ta nó có một cái dạng mô hình tích lũy đáy. Đấy, đây là cái dạng mô hình tích lũy đáy. Và khi mà thị trường nó ở trong cái dạng mô hình về tích lũy đáy á, thì mọi người chỉ cần sai sót một cái là ăn bô ngay. Mọi người chỉ cần mua tào lao ở những cái vùng này là ăn bô ngay. Bởi vì sao? Bởi vì tích lũy đáy nó là đảo chiều xu hướng, nó có thể test cái vùng đáy bất cứ lúc nào. Còn đối với cái vùng về tái tích lũy ở đây, vì sao vùng này em luôn khẳng định với quý anh chị cái đại sóng rất là to? Bởi vì đơn giản các cổ phiếu nó đều là tái tích lũy, đều là tái tích lũy hết. Và khi mà thị trường ở đây cũng tương tự như vậy, khi thị trường các cổ phiếu đều là tái tích lũy, chỉ có một phần nhỏ các cổ phiếu là tích lũy đáy thôi á, thì chúng ta biết nó là một cái uptrend. Đấy, đó là lý do tại sao em khẳng định với quý anh chị là thị trường này nó sẽ đi lên, và những cái gap này đừng mong nó lấp. Vì sao? Vì em biết là những cái điểm này là kích hoạt xu hướng là nó sẽ tăng rồi, chứ không có cái chuyện mà nó lấp gap ở những cái vùng này nữa, đúng cả nhà. Rất nhiều nhà đầu tư vẽ cho quý anh chị về những cái kịch bản thị trường nó sẽ spin ở đây, đúng không, rủ bỏ rơi các thứ, nhưng mà mọi người không hiểu bản chất. Nếu mà anh chị sử dụng cái mô hình này nè vào cái thị trường này là mọi người hiểu sai cái bản chất luôn. Mô hình này của thị trường là mô hình tiếp diễn xu hướng tăng này, lưu ý giúp em. Còn mô hình đáy là nó khác. Mô hình đáy là gì? Đáy là nó khác hoàn toàn. Nên là cái xu hướng này nè, em tự tin em đánh all in cái dòng chứng khoán ở trong cái bối cảnh mà thị trường đang đi ngang á là có lý do. Bởi vì em biết là khi dòng dẫn nó xuất hiện mà nó nằm ở trong trạng thái tái tích lũy thì kiểu gì thị trường nó sẽ trên. Đó là cái quan điểm của em trong cái bối cảnh giai đoạn vừa rồi. Và quay trở lại cái thị trường thời điểm hiện tại thì mọi người phải hình dung giúp em nè, anh chị em phải né được giúp em những cái cổ phiếu tích lũy đáy, bởi vì những cái cổ phiếu tích lũy đáy nó có thể gãy trong một uptrend là bình thường, gãy trong một uptrend là bình thường. Lấy cho mọi người một cái ví dụ này, như con Vinamilk này, như con Vinamilk em chỉ cho anh chị nè, hồi xưa nha,
hồi xưa trong cái chu kỳ uptrend 2020-2021, cái cổ phiếu này trước đó là một cái downtrend, sau đó nó có một cái vùng tái tích lũy thì nó lên được, đúng không? Nhưng mà những cái cổ phiếu này nó chưa hình thành xong một cái đáy hoàn chỉnh, có nghĩa là nó không tạo ra được cái mô hình đáy á, nên là gì? Nên nó sẽ không đi lên một cách bền vững được, và lên trên đây nó sẽ bị đảo chiều, anh chị lưu ý. Đấy, ví dụ như ở đây nó không có bất kỳ một cái dạng mô hình đáy nào, nên là nó không có cái niềm tin để đi lên trong giai đoạn tiếp theo. Còn những cái dạng cổ phiếu mà có dạng mô hình đáy cộng thêm những cái giai đoạn về tái tích lũy phía trên này, nó sẽ đi lên một cách bền vững. Mọi người nhớ hình thành được cái tư duy không? Em lấy ví dụ cho anh chị về cổ phiếu VCI này, những cái cổ phiếu như này nó có dạng mô hình về tích lũy đáy, tích lũy đáy, đúng chưa? Và tái tích lũy ở đây thì những cái dạng này nó sẽ đi lên uptrend, và những cái chu kỳ này chính là những cái chu kỳ uptrend chính của nó, chứ không phải là nhịp hồi, cũng không phải là một cái nhịp sóng rồi nó kết thúc chu kỳ. Nó là một cái uptrend chính cho một cái giai đoạn tích lũy vài năm, tích lũy hơn một năm của cổ phiếu VCI này ở đây. Đấy, mọi người hình dung không? Nên là gì? Nên là bây giờ em sẽ quay trở lại, em phân tích cho thị trường cho anh chị hình dung được. Đầu tiên em sẽ phân tích cho nhà đầu tư về dòng chứng khoán với cái dạng mô hình tái tích lũy phía dưới này. Đấy, ví dụ như là SSI đi. Đấy, đây là cái quá trình đi lên uptrend của nó, có nghĩa là cái quá trình đi lên uptrend nó khác cái nhịp hồi ở đâu anh chị. Ví dụ như con SSI nó đi lên như thế nào này, nó khác con HDC ở chỗ nào, có nghĩa con HDC này nó không cần phân phối để nó giảm trở lại. Vì sao anh chị? Vì đây không phải là quá trình đẩy giá, bởi vì giai đoạn phân phối nó chỉ xuất hiện sau quá trình đẩy giá của cổ phiếu thôi. Vậy thì những cái cổ phiếu này khi nó phục hồi lên đây này, nó không cần phân phối để nó rơi, bởi vì đây không phải là quá trình đẩy giá, đúng không? Anh chị sẽ rất nhiều nhà đầu tư thắc mắc về cái việc là tại sao cổ phiếu này nó mới lên như thế này, sao nó phân phối được hàng mà nó rơi. Không đúng đâu cả nhà, nó không phải là quá trình đẩy giá. Nhưng mà những cái cổ phiếu như SSI này, đây là quá trình đẩy giá, nghĩa là tổ chức người ta phải bỏ tiền mua đuổi phía trên, và khi tổ chức người ta bỏ tiền mua đuổi phía trên thì khiến cho giá cổ phiếu tăng, và khi tăng như vậy đây chính là một cái trận đánh chính của tổ chức kiếm tiền. Và khi tổ chức nó vào trong cái trận đánh chính đó, nó sẽ có đầy đủ các pha. Pha đầu tiên là pha tái tích lũy, pha thứ hai là pha đẩy giá, pha thứ ba là pha phân phối, pha thứ tư là pha đẩy giá. Và khi cổ phiếu nó đủ 4 pha như vậy, anh chị mới có cơ sở để mọi người kiếm tiền trong pha đẩy giá. Ví dụ như là cổ phiếu này nó lên đây nó phân phối được hay chưa? Câu trả lời là chưa. Và khi nó chưa phân phối thì anh chị cứ ngồi im cho em, đừng có sợ. Bởi vì mình biết được là gì, cổ phiếu này nó đang đẩy giá, nó muốn rơi nó phải đẩy, nó phải phân phối. Còn những cái con mà nó tích lũy đáy thì nó không cần. Em lấy ví dụ cho anh chị về hồi xưa những cái cổ phiếu như là con gì? Con gì anh chị? Con CTG đấy, em lấy ví dụ cho mọi người nè. CTG hồi xưa đấy, mọi người sẽ rất là thắc mắc, anh chị em sẽ hỏi là gì, tại sao quá trình tích lũy nó lớn như vậy, nó mới đi lên được đâu đó khoảng bao nhiêu, từ 16 mà lên 20, vậy tại sao nó phân phối được, nó không phân phối được, tại sao nó rơi đây? Rất nhiều người thắc mắc cái đó, và em giải thích cho quý anh chị, đây không phải là quá trình đẩy giá của nó, mà đây mới là quá trình đẩy giá của nó này anh chị. Thì khi mà cổ phiếu nó bắt đầu nó đẩy giá ở đây nè, nó mới là cái dòng tiền gì, dòng tiền mua đuổi phía trên và khiến cổ phiếu đi lên một cách bền vững cho đến khi nó xuất hiện phân phối. Còn vùng này nó chỉ đi lên rồi nó rơi thẳng đứng, đúng không cả nhà? Mọi người có hiểu được cái tư duy này không? Nếu mà không hiểu được, anh chị sẽ sau này mọi người sẽ có những thứ mọi người không giải thích được, đúng không? Đấy, vì đây là gì? Đây là tích lũy đáy, hãy nhớ rất là kỹ giúp em. Nên là sau này khi anh chị đánh vào thị trường chứng khoán Việt Nam hay là các thị trường thế giới cũng vậy, anh chị phải tìm cho em một cái vùng gọi là vùng tái tích lũy, để từ đó cổ phiếu nó phải đi lên anh chị. Chứ còn mà vùng tích lũy đáy cổ phiếu nó không đi lên được, vùng tích lũy đáy cổ phiếu nó hồi ra nó rơi thoải mái, lúc đó nó không tạo ra cái sự bền vững cho quý anh chị. Đấy, và sóng ngắn, mọi người nhớ đấy, một cái sóng ngắn chính là một con sóng đẩy giá cổ phiếu. Mọi người hình dung không? Sóng ngắn chính là con sóng đẩy giá cổ phiếu, chứ không phải con sóng phục hồi từ đáy. Mọi người có nhớ là cái chu kỳ 1003 ở thị trường ở đây này, rất nhiều anh chị em hô hào về con sóng đúng không? VN-Index thời điểm đó nè, rất nhiều nhà đầu tư hô hào về sóng, nhưng mà hệ thống em vẫn chỉ đánh 10% tài khoản thôi, bởi vì đơn giản em biết là cơ hội nó không tới. Bởi vì đây nè, đa phần là cổ phiếu nó chỉ là phục hồi từ đáy. Em lấy ví dụ thời điểm đó có EDC mà rất nhiều nhà đầu tư hô hào là sóng khu công nghiệp nè, đúng không? Mọi người ai có trải qua chu kỳ này thì comment phía dưới có đúng hay không? Đấy, thì đây mọi người hình dung này, đây nó chỉ là một cái giai đoạn phục hồi từ đáy, nó không phải là giai đoạn gì tái tích lũy để đi lên một cách bền vững, nên là chúng ta không có cơ sở để đánh vào những cái cổ phiếu như thế này. Và khi không có cơ sở như vậy thì đánh 10% thì vui thôi anh chị. Đấy, đến khi nào mà chúng ta phải có một cái cơ sở chắc chắn là cổ phiếu hoặc là thị trường nó đang nằm trong cái pha đẩy giá chính ấy, gọi là pha uptrend chính. Uptrend nó khác phục hồi nha cả nhà, ở đây là phục hồi này, ở đây là uptrend này. Phục hồi nó khác uptrend ở hai cái vấn đề đó. Và khi cổ phiếu nó nằm trong một uptrend chính thì anh chị có quyền kỳ vọng
là tổ chức nó phải phân phối hàng. Còn ở đây anh chị nhìn đó, phân phối đâu, gần như không phân phối được thì anh chị cứ ôm hàng cho em đấy. Và những cái cổ phiếu này nếu nó có chỉnh chỉnh cho nó chỉnh thoải mái, chỉnh xong nó lên là chả vấn đề gì đâu cả nhà. Vấn đề quan trọng nhất của chúng ta hiểu được là cổ phiếu này đang đi lên chứ không phải đang tích lũy, không phải đang tích lũy đáy, mà nó đang đi lên rồi, nó là uptrend rồi. Và một cái cổ phiếu trong uptrend cứ là cầm đến khi nào nó phân phối mình chạy, đơn giản vậy thôi. VND này em phân tích cho anh chị này, VND những cái cổ phiếu này nó đang là cái quá trình đi lên đấy, nó có một cái quá trình tái tích lũy lại này, tuy nhiên nó bị yếu về cái xu hướng, nhưng mà những cái khối lượng như này nó đang tái tích lũy này cả nhà, nó đang gom hàng trở lại này, thì những cái con này khả năng rất cao trong vài phiên sắp tới nó sẽ đánh, khả năng cao là như vậy, khả năng cao là đánh anh chị. Nhưng mà mọi người phải để ý giúp em, trong cái bối cảnh mà cái thị trường của chúng ta nó tạo ra những cái hiệu ứng về về gì về điều chỉnh như vậy đó, thì chúng ta sẽ lấy những cái cổ phiếu như SSI làm tiêu chuẩn. Ví dụ như là nếu mà điều chỉnh trong cái dòng chứng khoán thì chắc chắn SSI sẽ là một trong những cái cổ phiếu điều chỉnh đầu tiên, nên nó sẽ là kim chỉ nam cho quý anh chị để nhìn ra được là cổ phiếu này có chỉnh hay không, dòng này nó có chỉnh hay không. Ví dụ như nếu nó không chỉnh mà nó phục hồi thì dòng này nó sẽ phục hồi và tái tích lũy phía trên, còn nếu nó điều chỉnh thì chắc chắn là dòng này nó sẽ có những cái cú rũ. Cú rũ đó là bình thường anh chị, rũ xong nó sẽ lên, bởi vì nó chính là giai đoạn đẩy giá và bắt buộc phải phân phối. Ví dụ những con này nó chưa phân phối hết được hàng thì nó sẽ tiếp tục gì đẩy giá để phân phối, ví dụ như vậy. Đây nổ lên là lắp ráp là bình thường nè, có gì đâu đấy. CTS là cả nhà, CTS này nó đang đi lên và đây là cái giai đoạn đẩy giá của cổ phiếu, không phải là cái giai đoạn phục hồi, không phải là giai đoạn hồi phục lên bao nhiêu nó giảm bao nhiêu, không, nó phải có các hiệu ứng về phân phối hàng. Hiện tại nó phân phối chưa? Câu trả lời là chưa. Em chưa thấy, em chưa đọc được dấu hiệu phân phối ở đây. Nên cái vấn đề của chúng ta là cứ ôm thôi cả nhà. Nó giống như thế này nè, giống như hồi xưa những con như Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ cả nhà. Nó ở đây nè. Cuộc đời anh chị mình đánh những cái cổ phiếu này trong các chu kỳ trước mọi người sẽ chả thấy cái gì đâu. Mọi người sẽ nhìn nó dưới ánh mắt là gì? Ở đây nè, ví dụ đây là một cái pha tích lũy trả ra một cái gì, không phải tái tích lũy cũng chả phải là tích lũy đáy, đúng không? Thì những cái nhịp này nó chỉ là những cái nhịp phục hồi thôi, chứ không phải là một cái uptrend. Và cái chúng ta theo đuổi là một cái uptrend. Ví dụ như anh chị nhìn này, cổ phiếu nó vận động tào lao không cả nhà, nó vận động trả ra một cái hệ thống gì hết cho đến lúc nó tạo ra được một cái mô hình tái tích lũy phía trên, sau một cái giai đoạn đi lên thì chúng ta biết à cổ phiếu này nó đang vào một cái uptrend mới. Và một cái cổ phiếu nó vào một cái uptrend mới nó không không tăng 10 15 20% đâu anh chị, đúng không? Nó tăng nhiều, nó tăng dài, nên là chúng ta có quyền kỳ vọng về nó. Và trong cái quá trình tăng giá của nó thì chắc chắn rồi anh chị, nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh với thị trường chung. Nhưng mà cái vấn đề là gì, là nó không có phân phối thì nó sẽ lên tiếp, không có phân phối thì nó lên tiếp, đơn giản vậy thôi. Và mọi người phải hình dung tư duy giúp em một cái vấn đề là một cái cổ phiếu nó thực sự đi lên rồi nó bắt buộc nó phải có phân phối, và mọi cái nhịp điều chỉnh đó chính là cơ hội cho quý anh chị, cơ hội cho quý anh chị. Nếu mà nó không không có phân phối thì đó chính là cơ hội đấy. STS này phân phối chưa? Câu trả lời là ở đây nó chưa phân phối được đâu, nên là những cái cổ phiếu nó tích lũy như này, nếu mà nó có xuất hiện một cái cú rũ đủ mạnh đủ sâu thì chúng ta có một cái cơ hội. Em lấy ví dụ cho anh chị về một cái cổ phiếu hôm nay nổ lên như TLH đi, người thấy cái gì, nó đi ngang phía trên này nó không lên được. Một cái cổ phiếu mà đi ngang phía trên không lên được đâu đấy, nó cứ đi như thế này anh chị cứ mua ở đây đợi nó lên nữa. Còn lâu nó phải rũ, rũ xong nó mới lên, đó là điều kiện tiên quyết. Và em đã phân tích cho quý anh chị rồi, một cái cổ phiếu thực sự đi lên khi nó tái tích lũy trở lại nó sẽ bám được EMA bao nhiêu, 50, EMA 50 là cái đường màu đen này đấy. Em lấy ví dụ cho anh chị về những cái cổ phiếu như là có FTS này, khi mà nó đi lên như thế này này, nó thường xảy ra những cái cú rũ loại bỏ nhà đầu tư cá nhân. Như hồi xưa có những cái cổ phiếu như Nam Kim nha anh chị, Nam Kim này đi lên nó phải rũ. Đây nè, một cái cổ phiếu đây này, giả sử nó là cái pha tái tích lũy đi, một cái cổ phiếu nó đi lên như thế này, anh chị cứ mua ở vùng này, mua vùng này kỳ vọng nó lên, nó có lên hay không? Câu trả lời là rất khó để lên. Bởi vì sao vậy cả nhà? Bởi vì nhà đầu tư cá nhân đeo bám nó rất là nhiều, và khi đeo bám như vậy bắt buộc nó phải có yếu tố loại bỏ nhà đầu tư cá nhân trước khi bước vào con sóng mới, đó chính là những cái cú rũ bỏ thân sâu, rũ test lại kịp về khối lượng xác nhận đi lên. Và anh chị nhớ giúp em này, một cái cổ phiếu thực sự đi lên nó sẽ tạo ra những cái biên độ lớn, còn nếu nó không tạo ra những biên độ lớn mà nó đi lên như thế này nè, thì anh chị cứ đợi cho em những cái cú rũ, rũ xong nó mới lên đấy, cứ đợi cho em nha, đừng có vội đấy. Ví dụ như là FTS cũng tương tự như vậy nè, mọi người hình dung là cái cổ phiếu là nó tái tích lũy phía dưới và sau đó nó xác nhận một cái là tăng trần liên tục ngay,
tăng trần liên tục ngay không suy nghĩ. Đó là quá trình đi lên thực sự của cổ phiếu. Còn khi một cái cổ phiếu nó đã bắt đầu gì, nó bắt đầu tái tích lũy trở lại phía trên với những cái dạng mô hình hướng lên như vậy này, điều kiện tiên quyết để anh chị giải ngân chính là những cái cú rủ, và khi mà nó rủ xong thì anh chị lao vào. Đấy, lưu ý với em cái kỹ năng đó. Ví dụ như là HCM tương tự này, HCM này thường là khi mà nó nổ lên như thế này nó không đi lên được. Vì sao vậy nhỉ? Bởi vì điều kiện nó không cho phép đấy, nên là ở đây nó thường nó sẽ xảy ra một cái quá trình, hai quá trình. Quá trình thứ nhất nó chính là những cái quá trình về tích lũy ở đây, sau đó nó rụng. Những cái cổ phiếu này thường nó tích lũy lâu, khoảng một tháng như thế này thì thường nó phải có một cái cú rụng đủ lâu trước khi nó lên. Mọi người nhớ cú rụng đủ lâu đấy, bởi vì sao? Vì vùng này nhà đầu tư cá nhân đều bán rất là nhiều mà không loại được nhà đầu tư cá nhân ra, thì một cái cổ phiếu nó rất khó để đi lên. Nó giống như con TLH vừa rồi là đi lên được này cả nhà, TLH là đi lên được nhờ gì, nhờ rủ rủ một cái về MA50 như thế này thì nó mới có cơ sở để lên được anh chị. Đấy, MBS cũng tương tự như vậy đấy, nó có những cái cú rủ đâu, và khi một cái cổ phiếu nó chưa xuất hiện những cái cú rủ như vậy thì rất khó để nó đi lên mặt anh chị. Nên là gì, nên ví dụ như hôm nay đây là một cái cú rủ của cổ phiếu này, và cổ phiếu này giữ được trên như thế này, cú rủ này là ok này đấy, mọi người thấy không? Và cái cú rủ này nó thường gắn liền với một cái yếu tố, đó chính là yếu tố về thị trường chung đấy. Đặc biệt là những cái cổ phiếu mà nó có dấu hiệu là gì, tái tích lũy trở lại, thì nó có hai cái dạng trường hợp: một, nó sẽ có cú rủ; hai, nó sẽ đi biên phía trên đấy. Ví dụ như con này là đang đi biên phía trên này cả nhà, và nếu nó đi biên phía trên đủ lâu, đủ tích lũy thì nó sẽ lên đấy. Ví dụ như con TSH vừa rồi là hệ thống đánh này, đánh TSH với HHS, đơn giản vì gì? Vì ở đây này, nó đi ngang như thế này nó lên nó không lên được, mà nó sẽ có một cái cú rủ, rủ lại bỏ nhau tư cá nhân xong múc lại những cái điểm này, sao nó lên rất là mạnh, đúng cả nhà. Và những cái cổ phiếu nó thực sự đi lên như thế này nè, rất nhiều nhà đầu tư hỏi em có bán hay không, tất nhiên là không bán rồi. Bởi vì mọi người nhớ giúp em nè, một cái cổ phiếu nó thực sự đi lên nó không có lên ít đâu anh chị, nó lên lúc nào nó sẽ tăng đâu đó khoảng từ 50 đến 70, thậm chí là 100%. Nhưng mà những cái cổ phiếu nào nó mới đi lên khoảng 30 40% thì ăn thua cái gì đấy, cứ ôm nghe em đấy, nguyên lý hoạt động nó là như vậy. Những cổ phiếu này thì khả năng cao là nó rủ nhanh anh chị, bởi vì nó thuộc về những cái cổ phiếu trong sóng ngành. Và khi một cái cổ phiếu nó thuộc về những cái trạng thái trong sóng ngành đó, thì sao, thì cái câu chuyện của nó chính là cái việc nó sẽ rủ rất là nhanh và lên rất là nhanh. Lưu ý, nó không rủ lâu, nó không tái tích lũy lại đâu. Mọi người đừng có mong là những cái giai đoạn mà nó tái tích lũy như đạm Cà Mau như thế này, không có đâu. Nên là chị cứ yên tâm đi, nó không có những cái giai đoạn mà tái tích lũy lại như thế này đâu, không có những cái giai đoạn mà tái tích lũy lại như thế này đâu, mà chủ yếu là gì, nó sẽ rủ một cái rồi nó sẽ đi lên ngay. Đấy, lưu ý, đó là cái sức mạnh của sóng ngành mà mọi người cần phải nhớ kỹ giúp em. Hay những con như SHS này, những con này bây giờ nó thực sự đi lên rồi, nó làm gì còn đường lui nữa cả nhà. Bây giờ nó đã đi lên như vậy, nó gần như nó không có quá trình tái tích lũy, nên cái việc mà cứ như vậy mà nó đi lên thì nó cứ đi lên mãi vậy, đúng không? Ôm từ những cái vùng này thì cứ ôm thôi, có vấn đề gì đâu cả nhà. Đấy, không có phân phối. Và khi một cái cổ phiếu không có phân phối như vậy, những cái cổ phiếu nó thuộc về sóng ngành á, có hai trường hợp: một, nó cứ như vậy đi lên; hai là gặp cái yếu tố về thị trường chung xấu, là thị trường nó sẽ xuất hiện những cái cú rủ bỏ mặt và sau đó cổ phiếu nó sẽ đi lên ngay chứ nó không có tái tích lũy ra được. Nên là mọi người phải chú ý thật là kỹ giúp em. Cổ phiếu như là VCI này, nó thuộc về dòng cổ phiếu về leader. Dòng cổ phiếu leader như những cái con nào anh chị thấy nó có giảm miếng nào không? Gần như không. Không giảm. Và nó không phải là trạng thái tái tích lũy trở lại. Nên là chúng ta cần những cái trạng thái là gì? Thường là những cái cổ phiếu này ngày mai ngày mốt nó sẽ quay lại đi lên luôn đấy, nó là như vậy. Nên chị ôm những con hàng này cứ tự tin giúp em, chắc cái việc thị trường này điều chỉnh không sợ đâu cả nhà, không sợ thị trường chỉnh đâu, bởi vì mình ôm đang ôm những cái dòng cổ phiếu mang tính chất về leader, không sợ. Như em ôm VDS này cả nhà, hệ thống mua từ những điểm phía dưới này, em mua điểm này đấy, khi mua những cái cổ phiếu này anh chị nhìn nào, nó rủ này, nó rủ như thế này có bán không? Câu trả lời là không, bởi vì mình biết là nó thuộc về dòng leader mà nó chưa có phân phối thì kiểu gì nó sẽ kéo, đơn giản như vậy thôi. Đấy, thị trường uptrend, cổ phiếu nó là uptrend không phải là nhịp hồi, cổ phiếu này không phải là nhịp phục hồi từ đáy, nên là chúng ta cứ tự tin mà chúng ta ôm đấy, không vấn đề gì đâu. Tiếp theo là em phân tích cho chị về ngành thép. Ngành thép thì hôm nay có cổ phiếu TLH là lên lên trước. Ví dụ cổ phiếu TLH nó lên như thế này thì nó khả năng thành công nó cực kỳ cao, bởi vì nó đã đầy đủ những cái yếu tố là gì, rủ bỏ ra. Đấy, một cái cổ phiếu rủ bỏ thường nó lên nó sẽ thành công ngay đấy. Thì sao, thì chúng ta có những cổ phiếu như Hoa Sen, nó rủ hai ba nhịp này, rủ nhịp số 1 này, rủ nhịp số 2 này, rủ nhịp số 3 này. Những cổ phiếu rủ ba nhịp như vậy nhỏ lẻ gần như là gì, gần như rớt hàng hết, đúng không? Thì những con này nó có khả năng đi lên rất là mạnh. Trong dòng này thì Hoa Sen là thuộc về cổ phiếu về tốt rồi anh chị. Hòa Phát này,
Hòa Phát này em phân tích cho anh chị rồi, những cái cổ phiếu này khi mà nó không tạo ra được cái điểm nhấn về khối lượng như thế này này, nó gần như nó không thể đi lên được nữa. Vì sao vậy cả nhà? Bởi vì cái biên độ của nó bắt đầu giảm. Ví dụ như phiên là nó tăng còn có 2,9%, anh chị nào mà học là học viên cái khóa trước của em thì chắc chắn biết tại sao cổ phiếu này nó sẽ không tăng tiếp được nữa. Bởi vì ở đây này nó chỉ tăng biên độ 2,9% với cái khối lượng này, nhưng mà biên độ trước đó của nó ở những cái vùng này nó là biên độ 4%. Mọi người hiểu không? Có nghĩa là gì? Cái quá trình đẩy giá của cổ phiếu nó bị chậm lại, và một cái cổ phiếu đang đi lên mà quá trình đẩy giá nó bị chậm lại thì bắt buộc nó phải rủ thôi cả nhà. Để làm gì? Để thay đổi một cái lực tiền mới, và khi thay đổi lực tiền mới đó thì cái cổ phiếu nó sẽ bước vào giai đoạn gì? Giai đoạn đánh. Đấy, nó phải rủ. Đây là rủ thôi này. Rủ xong test là đáy 2 lần này. Khối lượng hơi lớn. Đợi nó kịp về khối lượng thì anh chị bắt đầu gì đánh vào được, không vấn đề gì hết. Đấy, đó là cái nguyên lý của một cái cổ phiếu khi đi lên. Khi mà cái cổ phiếu đi lên gọi là gì? Bị không thể đi lên được nữa, biểu hiện bằng những cái phiên tăng giá không còn quyết liệt như phía dưới. Có nghĩa là cái mục đích của tổ chức trong cái quá trình này đó chính là quá trình đẩy giá. Vậy tại sao cổ phiếu này nó chỉ tăng được có khoảng 2,9%, đúng không? Khối lượng nó còn to mà, nó to tương tự cái này này, tại sao nó tăng khoảng 2,9%? Nghĩa là gì? Lực cầu nó không còn nữa. Và khi một cái cổ phiếu nó không còn lực cầu thì anh chị nghĩ nó còn duy trì được giá đó không? Với cái thanh khoản thấp này nó duy trì được không? Câu trả lời là không, nó phải rũ xuống. Rũ xuống thì mới có cầu mới, rũ xuống thì nó mới loại bỏ được nhà đầu tư cá nhân, nó mới thay thay máu nó đi lên được. Thì những cái cổ phiếu này đây là quá trình rũ của nó này, test lại này, thì nó cần kịp kịp về khối lượng trước khi đi lên, lưu ý giúp em. Đấy, Nam Kim tương tự này, Nam Kim này khi cổ phiếu đi lên này, dao động lỏng khối lượng lớn thì sao? Rũ, test, nếu mà mai xác nhận mua được không vấn đề gì hết, nó sẽ lên. Lưu ý giúp em cái trạng thái đó của cổ phiếu. VGS thì tương tự nha, một cái cổ phiếu đã đi lên rồi này, đây là tá tích lũy đi lên này, dao động lỏng khối lượng lớn, lên được không? Không. Bữa trước khi mà em phân tích những cái dòng này này, em nói với anh chị là gì? Những cái thằng này nó chưa sẵn sàng lên, và một cái cổ phiếu nó chưa sẵn sàng lên thì nó chỉ có hai cách để nó sẵn sàng lên. Cách thứ nhất, nó sẽ đi ngang cho đến chết thì thôi, đi ngang 3 tháng kỳ khối lượng, đó là cái cách gọi là cái cách không tối ưu. Cái cách thứ hai, trước khi đi lên nó phải rủ, và đây nó rủ nè, rủ xong kỳ cung nè, giờ đi lên thôi. Đấy, nó giống như con gì em tặng cho quý anh chị, con HQC. HQC nè, nó đi ngang dao động lỏng, anh chị cứ múc múc làm cái gì? Dù có uptrend thì anh chị cũng phải đợi, phải nhìn, không phải cái trạng thái sẵn sàng. Và khi một cái cổ phiếu nó chưa có trạng thái sẵn sàng thì phải đợi. Ví dụ như là hệ thống học viên em cho múc điểm này nè. Em nói là gì? Những con này đánh gần như không thể thua. Bởi vì đơn giản mình hiểu được cái nguyên lý vận động của nó, hiểu được các dạng mô hình, thì mình đánh vào những cái điểm mà sau rủ bỏ nó cực kỳ chắc ăn. Lưu ý giúp em trạng thái đó. Đấy, những con này thì nó lên rồi, nó lên rồi, mọi người đừng có lo. Nó là tá tích lũy, ví dụ như HQC là tá tích lũy rõ này, HQC là tá tích lũy này. Và tá tích lũy như vậy thì sao? Thì nó phải lên, thường như vậy. Đấy, thị trường xấu thì nó rủ như vậy thôi chứ thực ra nó lên rồi anh chị. Đó là về ngành thép, ngành thép là một trong những cái cổ phiếu có cơ hội, anh chị lưu ý giúp em nhé. Bởi vì nó đã rủ bỏ xong rồi. Tiếp theo này, những cái cổ phiếu này, em phân tích cho anh chị về con PVD này. Dao động lỏng khối lượng lớn, những cái vùng dao động lỏng khối lượng lớn này lên được hay chưa? Câu trả lời là chưa. Và khi mà nó chưa sẵn sàng như vậy thì nó có kéo giá không? Không, nó sẽ rủ. Lưu ý với em những cái cổ phiếu này á, nó sẽ rủ trước khi đi lên. Đấy, ví dụ như con PVS nó rủ trước rồi nè. Đấy, ví dụ như ở đây nó tích lũy phía trên dao động lỏng khối lượng lớn, em phân tích nó là không sẵn sàng, nên là phải làm gì? Nó phải bán ra, bán ra chờ nó rủ, rủ xong bây giờ nó xác nhận này, xác nhận vậy thì sao? Tuy nhiên là cái phiên xác nhận này nó chưa đạt, nó chưa thành công. Và khi mà nó xác nhận chưa thành công, nó sẽ có test lại, anh chị lưu ý. Nếu test lại thành công nó lên, còn test lại không thành công thì sao? Thì phải xem xét tiếp, không vấn đề gì đâu. Đấy, chúng ta mua vị thế phía dưới này thì không phải lo, đúng không? Đấy, những cái cổ phiếu dao động là khối lượng lớn mà không có rủ bỏ xuống, anh chị đừng có đánh. Những con này nó phải rủ bỏ thùng lên. Đấy, nó giống như hồi xưa này cả nhà. Hồi xưa những cái con này anh chị đừng nghĩ đơn giản, trước khi nó lên này, nó rủ trong một cái phiên gần như là sàn. Đấy, dao động lỏng khối lượng lớn không lên được, nó rủ sàn hồi lên này, tích lũy này, siết chặt này, mua này. Đấy, nên là chúng ta trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại, thị trường nó là phân hóa, mọi người không có việc gì phải lao đầu vào cái cổ phiếu, lao đầu có con nào đánh con đó, không đúng. Mọi người phải tỉnh táo, phải đợi những yếu tố về rủ bỏ, bởi vì thị trường này nó không phải là thị trường tạo đỉnh mà là thị trường kiến tạo tích lũy, nên là mọi người phải tập trung hết vào những cái cổ phiếu nó sau rủ bỏ, anh chị đánh giúp em cho nó an toàn, nhớ nhá. Đấy, cổ phiếu về đầu tư công này em chỉ cho anh chị này, đầu tư công này,
Ví dụ như cổ phiếu KSB này dao động lỏng khối lượng lớn như vậy, anh chị nghĩ cứ lao đầu vào nó lên cho anh chị à? Không có đâu. Đấy, cứ nhớ kỹ cái phương pháp đó cho em đi. Những cái cổ phiếu dao động lỏng khối lượng lớn thị trường đi lên, nó không đi lên như thế này nè, thì gần như trước khi lên nó sẽ rụng. Còn trường hợp xui thì sao? Xui thì nó không lên được. Đấy, nên là mọi người đừng có ôm đồm những cái cổ phiếu này làm gì. Mọi người cứ phải đợi nó rụng xong anh chị mua nó an toàn hơn không? Rụng xong mua an toàn hơn. Bởi vì một cái cổ phiếu này nó thẳng với chị nè, nó dao động lỏng khối lượng lớn như vậy nè, nó nổ lên kiểu gì nó cũng rơi, kiểu gì nó cũng rơi trở lại, nó không có cửa lên. Đấy, rất nhiều trạng thái đó. Hồi xưa có cái con GTN này cả nhà, hồi xưa cái con GTN này rất là hot hot trên thị trường. Anh chị em nào có nhớ cái con này ở trong chu kỳ 2020, khi mà em phân tích một cái bài chia sẻ cho nó, với một cái cổ phiếu nó tích lũy như thế này, nó tạo ra những cái dạng nền mà bị sub out này, nghĩa là những cái dạng nền dao động lỏng khối lượng lớn này, thì em khẳng định với quý anh chị nó không lên được. Em yêu cầu quý anh chị là gì? Nếu có hàng là phải bán ra, chờ đợi cú rũ, bởi vì nó dao động lỏng, thà như nó một phiên đây không, một phiên này, hai phiên này, ba phiên này, bốn phiên không lên được, dao động lỏng gì nữa, bốn phiên không lên được dao động lỏng khối lượng lớn như vậy thì chắc chắn một điều nha, cổ phiếu này muốn lên nó sẽ rũ, muốn lên nó sẽ rũ. Đấy, vậy thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải đợi rũ rồi chúng ta tham gia. Còn có trường hợp là gì, nó không bao giờ nó lên nữa đấy, ví dụ như con này thì sao? Đấy, nó không bao giờ nó lên nữa và nó rơi luôn, thì đây gọi là trạng thái về phân phối. Nên là khi đánh trong cái bối cảnh thị trường hiện tại này, anh chị đừng có vội vàng, mọi người hãy quan sát thật là kỹ, và đặc biệt là thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong một cái giai đoạn rũ bỏ, thì mình hãy chọn những cái thằng nào rũ bỏ đạt điều kiện để đi lên, anh chị lưu ý nhé. Như con HT1 này, mọi người nhìn những cái dạng nền này, anh chị kêu nó lên lên bằng niềm tin nè cả nhà, những con dạng này lên bằng niềm tin nè. Đấy, đầu tư công của quý anh chị lên kiểu gì, dao động lỏng khối lượng lớn, muốn lên nó phải rụng. Còn ở đây nè, nếu nó nổ lên nó sẽ không lên mà nó sẽ rụng tiếp. Đấy, lưu ý như BCC nè, dao động lỏng khối lượng lớn này, lên kiểu gì. Đấy, gần như là gì, mọi người nhớ đấy. Ok, anh chị có quyền kỳ vọng về nó, nhưng mà cái thời điểm của nó chưa chín mùi để lên. Và khi một cái cổ phiếu thời điểm chưa chín mùi để lên thì anh chị tốt nhất là gì, tốt nhất là không nên ở trong đó. Bởi vì một cái cổ phiếu thực sự nó chín mùi trước khi đi lên á, nó phải ở những cái trạng thái kịp về cung cầu, ở những cái trạng thái là gì, nhỏ lẻ sơ và nhỏ lẻ chê, đúng không? Mọi người sẽ hiểu là tại sao 90% các siêu cổ phiếu nó đánh khi thị trường chung điều chỉnh. Bởi vì thị trường chung điều chỉnh nó là cái điều kiện rất tuyệt vời cho các cổ phiếu này, nó rủ rủ xong nó mới lên. Nhớ kỹ giúp em những trạng thái đó nha. Và đặc biệt một cái cổ phiếu lên á, nó còn ở một cái trạng thái nữa, đó chính là nó suy kiệt về khối lượng. Ví dụ như là con DGW hồi xưa này. Đấy, em hướng dẫn cho anh chị nè. Ví dụ như cổ phiếu nó tích lũy đi ngang ở đây nè, mọi người thấy không? Để cổ phiếu này đi lên thì nó phải tích lũy phía dưới, nó phải đi ngang kiệt quệ về khối lượng ở phía dưới, chứ không phải đi ngang kiệt quệ ở phía trên. Bởi vì sao anh chị? Vì khi mà đi ngang ở phía dưới nặng không, nặng lắm. Em thề với anh chị là khi một cái cổ phiếu nó thả đi ngang phía trên này, anh chị còn gom, chứ còn mình đi ngang phía dưới chị nặng, nặng mới là cái điều kiện để cổ phiếu đi lên. Em lấy ví dụ như cổ phiếu này đi ngang phía trên này, đi ngang phía trên này, dao động lỏng, mặc dù khối lượng nó không lớn nhưng nó đi ngang phía trên, cái trạng thái tâm lý của cổ phiếu là gì? Trạng thái tâm lý của cổ phiếu là gì? Là không có loại bỏ nhỏ lẻ được, nên là những cái điểm nổ này gần như thất bại hết. Nên là những cái cổ phiếu như BCC hoặc là PLC này, nếu mà nó bùng nổ lên nó sẽ thất bại ngay. Đấy, nên là mọi người phải hiểu được cái trạng thái của từng dạng cổ phiếu. Đây là dao động lỏng khối lượng lớn như vậy, đây là dao động lỏng khối lượng lớn, em phân tích cho anh chị rồi này. Mọi người mua ở đây chết chắc không lên được, ở đây tiếp tục nó dao động lỏng khối lượng lớn, anh chị mua vào để làm gì? Hãy nhớ giúp em cái kỹ thuật đó, để làm gì, để mình tự tin hơn trong đánh các chu kỳ tiếp theo. Ví dụ PLC chu kỳ trước nó cũng đi lên bằng cách đó chứ chả có bằng cách nào đâu cả nhà. Nè, mọi người nhìn giúp em cái mô hình nó đi lên này. Trước khi đi lên nó rủ cho tan xác đi lên, đúng không? Đây nè, trước khi đi lên đi ngang phía trên nó rủ cho tan xác rồi đi lên này. Trước khi đi lên này nó rủ cho tan xác rồi đi lên. Mắc gì ở thời điểm hiện tại nó cứ đi ngang và cho anh chị kiếm tiền? Không có đâu. Nên là mọi người nhớ giúp em này, phải tránh xa những cái cổ phiếu dao động lỏng khối lượng lớn mà tạo nền đi ngang phía trên. Bởi vì kiểu gì nó cũng rủ. FCN tương tự nè, dao động lỏng nè, những cái cổ phiếu dao động lỏng là đi lên nó sẽ thất bại ngay, yêu cầu nó phải rủ. Mà thường những cái cổ phiếu này rủ nó sẽ bám những cái đường MA50 nó đi lên, anh chị lưu ý nhé. Đấy, ví dụ như là HHC4G thì nó lên nè. Đấy, những cái cú rủ này, đây là rủ nè, rủ bám đường MA50 nè, anh chị thấy không, rủ nó đi lên thì những điểm này là ok nè. HV thì sao, dao động lỏng khối lượng lớn chưa có rủ, né đúng không? LCG
dao động làm khối lượng lớn không có rủ sắp ao đỉnh không à, nên là những cái cổ phiếu này nếu mà nó lên được nó sẽ không lên đấy, mà nó phải rủ mạnh, rủ mạnh nha, chứ không phải rủ nhẹ đâu, rủ nhẹ là nó không an toàn. Em lấy ví dụ cho anh chị công VCG trước khi đi lên này cả nhà, trước khi đi lên này, nó rủ, nó test lại thì khối lượng nó xác nhận em cho anh chị mua. Mọi người thấy mua những cái điểm này nó an toàn không anh chị? Nó gần như là gì, nó gần như là xuất sắc, nó rủ xuống lần thứ hai này, nó kịp về khối lượng này mua này, đấy rất an toàn cho những cái điểm đó. Và những cái cổ phiếu mà nó rủ nó test lại như vậy chính là những cái cổ phiếu mà anh chị nên hướng tới, chứ không phải là những cái cổ phiếu nó tạo những cái vùng nền lỏng phía trên. Đấy, thị trường hiện tại nó tạo nền lỏng rất là nhiều. Em lấy ví dụ cho anh chị về dòng bất động sản nó tạo nền lỏng cho anh chị này, như TDC này. TDC tạo nền lỏng này, nên là nền lỏng dao động lớn, khối lượng lớn, khi mà nó rơi như thế này thì anh chị phải né ra này. Đấy, hay là những cái cổ phiếu tạo nền lỏng như con Nam Từ Liêm này, những cái dạng cổ phiếu nền lỏng như vậy này, đấy nó không có rủ xuống anh chị không tham gia. Dù biết nó có ngon, nó có tốt, chuyện nó không quan trọng bằng cái việc là cái trạng thái của cổ phiếu nó đã sẵn sàng đi lên hay chưa. Nhưng trạng thái là không sẵn sàng, anh chị lưu ý giúp em nhé. Và khi một cái cổ phiếu nó dao động lỏng khối lượng lớn như vậy này, thì tốt nhất chúng ta nên thoát ra để chờ cái cú gì, cú rủ bỏ của nó. Nếu không có rủ bỏ nó đi lên thì anh chị làm gì, chốt lại cho em. Đấy, không có rủ bỏ đủ nó không lên đâu. Về dòng bất động sản thì bối cảnh thời điểm hiện tại thì em vẫn không đánh giá quá cao, có nghĩa là con sóng này thì em không có đánh về bất động sản là nhiều, mà chủ đạo em đánh về dòng chứng khoán thôi. Bởi vì dòng chứng khoán em xác định được là cái cấu trúc đi lên nó là cấu trúc tái tích lũy, buộc phải có phân phối. Còn đa phần các cổ phiếu bất động sản là cấu trúc gì, không phải là cấu trúc về tái tích lũy mà nó là cấu trúc về đáy, nên là chúng ta sẽ không đi phân tích quá sâu về dòng này. Ví dụ như HLC này, sau phiên nào là chúng ta biết là chúng ta phải rút ra rồi nè. Em phân tích rất là kỹ rồi mà đúng không cả nhà, phân tích các video phân tích cái phiên này rất là kỹ, mà mọi người sẽ thấy ví dụ DSG này. Những cái dạng cổ phiếu như DSG đây là cổ phiếu về tái tích lũy nha, tái tích lũy thì khả năng cao nó vừa mới đi lên, và khi cổ phiếu này đi lên thì nó mới đi lên thôi, nó rủ nó test này kia các thứ, thì đây chính là cái cơ hội cho quý chị em, cơ hội mọi người phải bám vào những cái dạng cổ phiếu này khi nó tái tích lũy lại được. Còn ở đây là nó dao động lỏng khối lượng lớn, tuy nhiên là nó đi lên rồi, nếu anh chị ôm đúng cái vị thế cứ ôm thôi, nó rủ thì kệ nó rủ thì anh chị mua thêm không vấn đề gì hết. Đấy, đít nào, cổ phiếu đít thì nó đi lên rồi cả nhà, cổ phiếu đít thì nó đi lên rồi. Những cổ phiếu này là thuộc dạng trạng thái về gì, trạng thái về tái tích lũy, nó đi lên rồi. Sau khi nó đi lên như thế này nè, ở những cái vùng này nó dao động lỏng khối lượng hơi lớn ấy, dao động lỏng khối lượng hơi lớn này. Thì sao, thì thường nó sẽ có những cái cú rủ, lưu ý DBG này. Lên dao động lỏng khối lượng lớn, bữa em phân tích cho anh chị cái điểm này sao, điểm này nó sẽ rủ, sau điểm này nó sẽ rủ. Đơn giản vì sao, vì cái cổ phiếu này á, nó là một cái trạng thái về dao động lỏng khối lượng lớn ở phía trên đấy, nên là mọi người phải đánh giá nó thật là kỹ để chúng ta lựa chọn những cái cổ phiếu sao cho nó phù hợp trong cái bối cảnh thị trường nó uptrend hiện tại. Mà nếu mà uptrend như vậy mà anh chị chọn những cái cổ phiếu dao động lỏng phía trên ấy, nó không lên anh chị kẹp hàng ủng lắm. Em lấy ví dụ cho mọi người như Đạm Phú Mỹ này, giả sử như những cái cổ phiếu này ok nó là đi lên, nhưng mà khi mà cái cổ phiếu dao động lỏng khối lượng lớn như vậy mà anh chị tham gia mua vào ấy, nó ủng một cái uptrend anh chị, nó ủng một cái uptrend. Đấy, nó vừa uống ốc trên vừa tâm lý. Bởi vì những cái cổ phiếu này nó trước khi đi lên thành công nó phải rủ. Đấy, thấy không? Như HAH nè, thời điểm đó nè. Đấy, mọi người nhìn nè, khi mà cái cổ phiếu tích lũy nè, nó dao động lỏng khối lượng lớn ở đây nè, thì mọi người nghĩ nó có đi lên được hay không? Đấy, mọi người xông vào đây mua hả? Nó rất là uống cho một cái ốc trên. Đấy, cái này là anh chị sẽ thật. Nếu mà anh chị đánh trong giai đoạn này mà ôm những cái cổ phiếu này rất là uống cho ốc trên, cho đến khi cổ phiếu này rủ xăm xuôi lên vào sóng này, nó vào được một cái xu hướng lớn này, thì chúng ta mới đánh. Đấy, lưu ý đối với bất động sản thì tương tự như vậy. Nói chung là em vẫn không đánh giá quá cao về các cổ phiếu về bất động sản đâu. Ví dụ như 55 này, những cái cổ phiếu như 55 thì ok nó lên rồi, nhưng mà nó giống như con Nam Từ Liêm á chị, dao động lỏng khối lượng lớn, khổ không? Vậy thì những cái con này tốt nhất là gì, khả năng cao nó sẽ hồi lên như vậy này, nhưng nó không lên được mà nó sẽ rụt xuống, nó sẽ tạo những cái dạng mô hình về tái tích lũy phía trên trước khi nó kịp về cung cầu đi lên nha chị. Đây nè, hồi xưa nó đánh như thế này thì bây giờ làm sao nó thay đổi được. Ví dụ như hồi xưa trước khi vào trận đánh chính của nó, anh chị thấy cái gì, dao động lỏng khối lượng lớn nó sẽ rủ sau khi khối lượng như vậy nó bắt đầu đi lên thì nó sẽ đi lên thành công. Đấy, đó là lý do tại sao giai đoạn này em chọn cho anh chị con EEC bất động sản. Anh chị nào thích đánh thì vừa rồi anh chọn cho anh chị con EEC ở những vùng phía dưới đó, anh chị thấy cái gì, mọi người thấy cái gì, nó tích lũy, thứ nhất nó là ở kênh trên, thứ hai là gì, nó siết chặt kịp về khối lượng thì mình đặt ở những điểm này.
Tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời. Và khi đánh xong nó sẽ đi lên. Mọi người phải lưu ý thật là kỹ giúp em cái trạng thái đó, để mình chọn những cái cổ phiếu ở trong cái trạng thái chán nản của nó thì nó đi lên nó dễ hơn là cái việc cổ phiếu nó đang dao động lọc khối lượng lớn. Và một cổ phiếu nó bắt đầu đi lên, nó sẽ không kết thúc ở đây đâu. Mọi người nhớ kỹ giúp em, nó không kết thúc ở đây đâu. Đấy, nếu mà mọi người thấy hay thì anh chị em nào mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh, tặng em một đăng ký để ủng hộ kênh ông Tàng Vlog. Anh chị em nào mà chưa like video hãy tặng em một like. Đấy, mọi người nếu mà thấy hay á, thì comment giúp em là gì? Hay để làm gì? Để tạo động lực cho em làm những cái video phân tích và cung cấp cho quý anh chị em những cái kiến thức chủ đạo trong cái bối cảnh thị trường thời điểm hiện tại, mọi người lưu ý. Đấy, mọi người ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp em nhé. Đấy, và đặc biệt á, nếu mà anh chị đăng ký kênh thì mọi người hãy nhấn cho em thêm một cái nút gọi là cái nút thông báo á, để sau này khi mà ông Toàn Vlog ra những cái video thì mọi người sẽ là những cái người nhà đầu tư đầu tiên mà xem những cái video đó. Đấy, và nếu mà xem thì nhớ tặng em một like. Đấy, cảm ơn cả nhà nhé. DRH, những cổ phiếu dao động lỏng khối lượng lớn rất khó để đi lên trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại, đúng không cả nhà? Đấy, Novaland thì em phân tích rồi, nó là dạng tích lũy đáy, và khi cổ phiếu nó ở tích lũy đáy thì chắc chắn là em sẽ không tham chiến với nó chị, được lưu ý, bởi vì cái dạng tích lũy đáy thì khó phân tích lắm. Khi nào nó thực sự đi lên á, khi nào cổ phiếu nó bước vào giai đoạn uptrend đẩy giá, gọi là tổ chức nó đẩy cổ phiếu vào cái giai đoạn đẩy giá, thì lúc đó chị mới nên phân tích. Bởi vì sao vậy cả nhà? Bởi vì trong giai đoạn đẩy giá cái mục đích của nó là gì? Là đẩy lên để phân phối, nhớ nha. Còn giai đoạn tích lũy đáy mục đích của nó đâu có phải là đẩy giá lên. Nên là cái vấn đề của chúng ta là hãy chọn những cái cổ phiếu mà nó đã bứt phá hoàn toàn khỏi cái vùng đáy tích lũy, để nó bước vào giai đoạn từ tá tích lũy trở lên. Lúc đó chúng ta tự tin về một cái xu hướng tăng, xu hướng cổ phiếu bắt buộc phải phân phối trước khi gì? Trước khi mà ra hàng, trước khi mà kết thúc một cái chu kỳ, lúc đó an tâm cực kỳ. Nên là chúng ta hạn chế đánh những cái cổ phiếu tích lũy đáy, anh chị lưu ý nhé. Novaland và PDR là dạng cổ phiếu tích lũy đáy nên là em sẽ không không đánh vào nó, lưu ý. Và đối với dòng bất động sản thì em có hướng dẫn anh chị rồi, trong cái chu kỳ này thì em chọn cho quý anh chị về cái dòng dòng gì dòng phân khúc Penny đầu cơ. Thì mọi người sẽ thấy là trong cái giai đoạn hiện tại là cái bọn Penny đầu cơ của bất động sản nó có vẻ rất mạnh hơn một bậc so với các cổ phiếu dòng bất động sản thời điểm hiện tại. Nên là mọi người phải lưu ý giúp em, phải nhìn quan sát thật là kỹ các cổ phiếu thuộc về dòng đầu cơ. Ví dụ như HQC là một trong cái cổ phiếu thuộc về Penny này, Penny tích lũy tái tích lũy phía trên này, đánh rất là tự tin là những cái điểm này, đúng không? Hoặc điểm này cũng tự tin này, đâu có sợ đâu anh chị. Đấy, đánh rất là chủ động tự tin, và khi anh chị tự tin á, mọi người mới mới nắm quyền làm chủ được. Đấy, tự tin ở đây là tự tin theo cái hướng là chúng ta có kiến thức, chứ không phải tự tin theo kiểu mà điếc không sợ súng, anh chị lưu ý. Đấy, và khi chúng ta tự tin thì chúng ta mới đi vốn lớn được, và đi vốn lớn nó mới là cái quyết định để cái cuộc chơi này anh chị có kiếm được tiền hay không. Nó giống như cái việc mà thị trường này mà em tự tin bắn on in ở phía dưới này cả nhà, thị trường đi ngang là đâu có biết nó lên hay xuống. Thời điểm đó các ngân hàng Mỹ nó phá sản âm âm, đúng không? Nói chung là tồi tệ lắm, phân tích tồi tệ. Nhưng mà chúng ta dựa vào những cái phân tích, dựa vào những cái sóng ngầm để chúng ta đánh on in tài sản vào những cái vùng phía dưới này, đó mới gọi là cái sự tự tin, lưu ý. Còn phía trên này thì phân tích sao mà chả được anh chị, phía dưới nó mới là sự tự tin. Nói chung là tóm lại là giai đoạn này là cái giai đoạn anh chị tập trung vào kiếm tiền. Em phân tích cho quý anh chị về cái dòng nữa gọi là dòng bất động sản khu nghiệp đi. Khu nghiệp thì đầu tiên có KBC này, hôm nay nó là cái dấu hiệu về dao động lỏng khối lượng lớn này. Cái này em nói cho anh chị rất nhiều vấn đề rồi, đúng không? Thì nó phải rủ, sau rủ này mà nó gì mà nó kịp về khối lượng được thì đây là cơ hội cho nhà đầu tư, nhớ kỹ chưa cả nhà? Đây là cơ hội, nó rủ rồi nè. Đấy, rủ xong nha, kịp cung tích cầu tích đáy này kia nó khác đầy đủ đi lên mốt. Đấy, EDC thì sao? EDC dao động lỏng, những con này chưa lên được đâu. Đấy, thường nó sẽ có cú rủ. GVR này cả nhà, những con này nó thuộc dạng về siết chặt nhưng mà nó chưa đi lên thì thường nó sẽ có cú rủ, và đây là cú rủ của nó này cả nhà. Đấy, ví dụ như ngày mai nó rủ một phát nữa mà chọn vị này kia thì nó vào sóng luôn đấy. Lưu ý, cơ hội cho nhà đầu tư. Hay là dòng này thì có con gì, con SJC nè, SJC nè, dao động lỏng khối lượng lớn, anh chị nghĩ ở đây nó lên được hay không? Khó lên lắm anh chị, nên là khi nó nổ lên nó sẽ rủ lại. Rủ lại thì thường sao? Đây là cổ phiếu nó đã đi lên rồi, nên là những cái cổ phiếu nó rủ lại như thế này em nghĩ là nó sẽ tiếp tục đi lên. Đấy, chỉ là cái vấn đề anh chị không mua được thôi. Cái vấn đề là chúng ta không mua được, mọi người hiểu không?
chứ còn mà một cái trạng thái cổ phiếu đang đi lên nó sẽ tiếp tục đi lên. Còn bây giờ chúng ta đang phân tích để tìm ra cho anh chị những cái cơ hội. Cơ hội ở đây chính là cái điểm mua mới đấy. Ở trong này thì có con gì nữa anh chị? VGC này, VGC. Mọi người đợi em xíu. Alo. À, chưa chưa em đang làm việc tí anh, đợi em xíu. Dạ, đợi đợi em xíu làm việc khách. Ok anh. Đấy, anh em lại rủ nhậu. Đấy, tiếp tục phân tích cho anh chị nào. Những cái cổ phiếu dao động lỏng khối lượng lớn như vậy, anh chị nghĩ mua ở đây nó lên được hay không? Vậy thì mọi người hãy tối hóa bằng cách gì? Mọi người phải rút ra. Đấy, đó là cái cách mà hệ thống an toàn Vlog hay cơ cấu danh mục cho anh chị là như vậy. Bởi vì mình nhìn nhận được một cái vấn đề là một cái cổ phiếu nó chưa sẵn sàng để đi lên, thì thường để nó đi lên nó sẽ xuất hiện những cái cú rũ. Sau cú rũ này mà nó kịp được khối lượng thì nó lên. Nhớ chưa anh chị? Đấy, những cái vùng dao động lớn này nó rũ xong á, nó phải tạo ra vùng tích lũy đáy phía dưới này. Đâu đó khoảng 1-2 tuần thì nó mới lên được. Nhớ kỹ giúp em nhé. Đấy, trong dòng này thì có BL đúng không? BL đánh mạnh quá, tốt. Những con này đánh tốt quá. Những con này nó là quá trình đẩy giá này cả nhà. Quá trình đẩy giá này, hồi xưa em mua nó ở những cái điểm ở dưới này. Điểm này chứ. Ở đâu điểm này nè. Đấy. Lên đây bán điểm này nè. Vì em biết bán ở đây nè, cổ phiếu nó sẽ tái tích lũy. Mà rất tiếc là ở đây nó đánh nhanh quá, không tham gia lại được. Tiếc cái đó. Đấy, dòng nó có BL hay. Đó là một vài cái quan điểm của em trên thị trường. Và thị trường này thì nó cũng có nhiều cơ hội và nó sẽ tạo ra sự phân hóa, đặc biệt là trong cái bối cảnh thị trường thời điểm hiện tại mà nó xuất hiện những cái cú điều chỉnh, có cú rũ xuống á, thì đây chính là cái cơ hội tuyệt vời cho quý anh chị nhìn ra những cái dạng cổ phiếu sau rũ bỏ. Và sau rũ bỏ chính là cái thời điểm thích hợp nhất, thời điểm quan trọng nhất, các cổ phiếu nó sẽ tranh thủ nó đánh đấy, nên là mọi người cũng phải lưu ý thật là kỹ nhá. Rồi, anh chị em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em. Mọi người thấy hay thì tặng em một like và một comment anh chị nhé, để chúng ta cùng nhau tạo ra một cái cộng đồng phát triển về lĩnh vực về tư duy là một rồi. Thứ hai là chúng ta xây dựng nhau, giúp nhau củng cố những cái kỹ năng liên tục đấy. Và khi mà chúng ta xây dựng những cái kỹ năng như vậy thì nó sẽ giúp cho anh chị càng ngày càng tiến bộ trên thị trường đấy, nên là mọi người hãy tặng em một like và một comment. Rồi, đó là một vài cái vấn đề của thị trường thời điểm hiện tại thôi. Còn đa phần những cái cổ phiếu thuộc về dòng dần thì nó rũ xong nó sẽ lên. Và thị trường này là thị trường bối cảnh về cơ hội. Anh chị lưu ý giúp em nhé. Những cái nhịp rũ là những cái cơ hội rất là lớn. Và chúc anh chị một cái tuần giao dịch thật là hiệu quả. Đấy, em có một cái room cộng đồng đánh sóng ngành ông Toàn Vlog á. Mọi người muốn tham gia vào room cộng đồng đó thì tham gia dưới cái phần mô tả, nó có cái đường link. Đấy, và ngày 14 tháng 8 này em có tổ chức một cái khóa học về đọc vị dòng tiền thông minh, đọc cái cách đánh của một cái cổ phiếu, thì anh chị có nhu cầu thì hãy tham gia vào khóa học anh chị nhé. Rồi, em xin chào tạm biệt.